Xin chào quý thính giả đang nghe Hay Hay TV 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể, tác giả Di Thần. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 3511, Huyết Mạch Nguyên Châu. Huynh muội đều yêu nghiệt, vân tộc chẳng lẽ được vận may tề thiên cổ? Cái kia mấy phương bá tộc sinh linh, cũng là nghi hoặc đến cực điểm. Cùng là bá tộc vân tộc, vì sao muốn trộn lẫn một cước? Cảnh Dương trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mặc dù các ngươi vân tộc, đã từng cùng quân gia quan hệ còn có thể, nhưng cũng không đến mức thay hậu nhân của bọn họ ra mặt. Vân Cảnh Dương tầm mắt lạnh lùng nói. Ai nói là bởi vì hắn quân gia thân phận? Lời này truyền ra khiến cho ở đây tất cả mọi người càng là một mặt mộng bức. Không phải là bởi vì cái này, còn là bởi vì cái gì, Vân Hạo, Vân Tử Huyên, Vân Đoá đám người, cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại bọn hắn trong ấn tượng, bọn hắn vân tộc cũng không thích xen vào việc của người khác. Quân Tiêu Giao, là ta vân tộc người, người nào như lại nhằm vào hắn, đừng trách ta vân tộc không bỏ qua. Vân Cảnh Dương sắc mặt lãnh đạm, tiếng nói truyền khắp bát phương. Giữa thiên địa náo động âm thanh, hơi ngừng. Tất cả mọi người, con mắt trừng lớn, cho là mình nghe lầm. Những bá tộc đó tu sĩ càng là từng cái ngơ ngẩn. Quân Tiêu Giao là vân tộc người, xin nhờ, hắn đều không họ Vân. Cảnh Dương trưởng lão, mặc dù không biết vân tộc vì sao muốn bảo hộ Quân Tiêu Giao, nhưng người nói Quân Tiêu Giao là vân tộc người, cũng là có điểm thật là làm cho người ta khó mà tin được đi. Có bá tộc cường giả nhịn không được nói. Quân Tiêu Giao rõ ràng liền là quân gia cùng Khương gia hậu nhân. Lúc nào cùng vân tộc có quan hệ? Chẳng lẽ là bởi vì Quân Tiêu Giao thực sự quá yêu nghiệt, vân tộc nhịn không được nổi lên quý tài chi tâm. Dù cho hồ ngôn loạn ngữ, cũng muốn đưa hắn lôi kéo tiến vào trong tộc. Có người thậm chí nhịn không được nghĩ như vậy. Cảm thấy là Quân Tiêu Giao quá mức yêu nghiệt, nhường vân tộc muốn nhận vì tộc nhân. Thế nhưng, nghĩ lại ở giữa, rất nhiều người lại cảm thấy không đúng lắm. Giống vân tộc dạng này, dùng gia tộc huyết mạch truyền thừa bá tộc. Đối với cái gọi là huyết mạch huyết thống, có thể là cực kỳ coi trọng. Quân Tiêu Giao lại như thế nào yêu nghiệt, cũng là ngoại tộc người, vân tộc không có khả năng không giữ lại chút nào bảo hộ vun trồng. Lần này, tất cả mọi người là thật sự có chút mộng bức. Vân Cảnh Dương, không để ý đến những người còn lại, dùng thân phận của hắn, cũng không cần để ý tới những người còn lại. Thân hình hắn mơ hồ, sau một khắc, liền là xuất hiện ở Quân Tiêu Giao trước mặt. Tầm mắt rơi vào Quân Tiêu Giao trên thân, đánh giá liếc mắt, sau đó, nói liên tục ba chữ. Tốt, tốt, tốt. Dù là Vân Cảnh Dương bực này nhân vật, lại nhìn thấy Quân Tiêu Giao về sau, đều là nhịn cười không được. Mặc dù đã xác định Quân Tiêu Giao thân phận, nhưng vẫn có một ít trình tự phải đi. Vân Cảnh Dương lấy ra một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Đây là vân tộc huyết mạch Nguyên Châu. Chỉ cần là có vân tộc huyết mạch người, đều là sẽ khiến huyết mạch Nguyên Châu cảm ứng. Đó là vân tộc huyết mạch Nguyên Châu có thể kiểm trắc huyết mạch. Chung quanh tất cả mọi người cũng là chú ý tới một màn này. Mấy người kinh ngạc, chẳng lẽ Quân Tiêu Giao thật cùng vân tộc có chút quan hệ, không phải Vân Cảnh Dương làm sao lại xuất ra huyết mạch Nguyên Châu. Quân Tiêu Giao cũng là rất thẳng thắn. Đầu ngón tay có một giọt máu ngưng tụ mà ra, rơi vào huyết mạch Nguyên Châu lên. Này tự nhiên không phải quân gia cùng Khương gia huyết mạch, mà là thuộc về vân tộc huyết mạch. Là Vân Tiêu huyết mạch. Quân Tiêu Giao suy nghĩ lấy. Phụ thân của hắn Vân Thiên Nhai, là giới hải vân tộc tối vi yêu nghiệt tồn tại. Hắn huyết mạch, hẳn là sẽ không quá yếu a. Theo Quân Tiêu Giao huyết dung vào huyết mạch Nguyên Châu bên trong. Cái kia huyết mạch Nguyên Châu, lập tức thoát ra trước nay chưa có vầng sáng, tràn đầy thiên địa. Cái này. Quân Tiêu Giao thật có vân tộc huyết mạch. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là trợn tròn mắt, mà càng khiến người ta mắt trợn tròn còn tại đằng sau. Nhưng thấy cái kia huyết mạch Nguyên Châu, giống như là không chịu nổi Quân Tiêu Giao huyết mạch chi lực đồng dạng. Đúng là trực tiếp nổ tung, dù là Vân Cảnh Dương, cũng là hơi sững sờ. Này huyết mạch Nguyên Châu có thể căn cứ hắn nở rộ hào quang, xác định huyết mạch mạnh yếu. Huyết mạch Nguyên Châu nổ tung, trong lịch sử mặc dù cũng phát sinh qua. Nhưng phải biết, Quân Tiêu Giao còn có quân gia cùng Khương gia huyết mạch. Nói cách khác, vân tộc huyết mạch, chẳng qua là hắn tới nguyên một trong. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cường độ, vậy mà cũng nổ tung huyết mạch Nguyên Châu. Đây quả thực là nghịch thiên. Dù cho Vân Cảnh Dương, đều là không biết nên nói cái gì. Nhưng nghĩ đến, Quân Tiêu Giao là có thể làm, cho vân tộc tộc vận chi long tăng vọt gấp trăm lần tồn tại. Giống như cái này cũng thật hợp lý. Xem ra, nếu là thật nghĩ kiểm trắc Quân Tiêu Giao huyết mạch. Đoán chừng phải trở lại vân tộc, mở ra rất lâu đều không có mở ra tế đàn. Vân Cảnh Dương trong lòng cũng là cảm thán, sau đó, ánh mắt của hắn,
lại vô ý thức rơi vào Quân Tiêu Dao bên người thiếu nữ áo xanh trên thân. Tự nhiên là Vân Khê. Cùng Quân Tiêu Dao khác biệt, Vân Khê có thể là thuần khiết vân tộc huyết thống. A, Vân Cảnh Dương lộ ra kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, này Vân Khê trong cơ thể cũng đồng dạng có thuần khiết vân tộc huyết mạch. Vân Cảnh Dương suy nghĩ một chút, lại lần nữa xuất ra một viên huyết mạch nguyên châu, rơi vào Vân Khê trước người. Vân Khê cũng là sáng tỏ, tinh tế đầu ngón tay điểm ra, một giọt máu tươi đồng dạng nhỏ xuống tại huyết mạch nguyên châu lên. Sau đó, huyết mạch nguyên châu lại lần nữa sáng rực lên. Cuối cùng không ngoài ý muốn, lại nổ. Lần này, dù là kiến thức rộng rãi Vân Cảnh Dương, biểu lộ đều là có chút ngốc trệ. Này loại nhường huyết mạch nguyên châu bắn nổ tuyệt thế yêu nghiệt, vân tộc trong lịch sử cũng từng xuất hiện, nhưng lần này xuất hiện hai, vẫn là xưa nay chưa từng có. Phải biết, bực này yêu nghiệt tồn tại, đừng nói một đời, chính là một cái kỷ nguyên có thể ra một vị, cũng đã là tộc vận bạo dạp biểu tượng. Liền Vân Cảnh Dương đều là không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Loại cảm giác này giống như là biết mình trúng 1000 vạn sổ số, tại đi đổi tặng phẩm trên đường lại mua một tấm phá phá vui, kết quả lại mẹ nó trúng 1000 vạn. Không sai biệt lắm liền là loại cảm giác này. Bọn hắn vân tộc là được vận may tể thiên cổ à, quả thực là tộc vận phá trần a. Có thể nói, này nếu là truyền về vân tộc đi, toàn bộ vân tộc đều phải xôi trào, một đời ra hai vị tuyệt thế yêu nghiệt, đây quả thực. Quân Tiêu Dao hơi hơi chắp tay nói, vãn bối. Hắn vốn định xưng Quân Tiêu Dao, nhưng dừng một chút, tiếp theo nói, vãn bối Vân Tiêu, gặp qua Vân Cảnh Dương tiền bối, vị này là muội muội của ta, Vân Khê. Cho dù là như Vân Cảnh Dương bực này nhân vật, cũng là nhịn không được hít thở sâu một hơi, trong miệng thì thào lặp lại một câu. Vân Tiêu, Vân Khê, tốt, tốt, tốt. Về sau người nào còn dám nhằm vào các ngươi, ta vân tộc lột da của bọn hắn. Huynh muội song yêu nghiệt, này đổi tại bất kỳ thế lực nào bên trong, đều tuyệt đối là hạch tâm bên trong hạch tâm. Là thuộc về loại kia, nếu là bị người khác hãm hại tính toán, sẽ không chút do dự nhắc lên bất hủ chiến cái chủng loại kia. Mà giờ khắc này, toàn trường còn lại thế lực khắp nơi, nhân vật đều là sớm đã diện mạo ngốc trệ, thật lâu chưa kịp phản ứng. Cái kia bị trấn áp Hoàng Vũ, cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Quân Tiêu Dao, vậy mà thật có vân tộc huyết thống. Không chỉ như thế, cô gái kia, vậy mà cũng có được vân tộc huyết mạch. Nói cách khác, trước đó Xích Phượng Nữ, là muốn giết vân tộc yêu nghiệt. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, nàng chết hết đối không oan. Coi như khi đó, Quân Tiêu Dao không hạ tử thủ. Vân tộc biết được việc này, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phượng Hoàng Vũ tộc đích thật là bá tộc một trong, nhưng Xích Phượng nhất tộc, chẳng qua là trong đó một nhánh tộc mạch. Xa đại biểu không được toàn bộ Phượng Hoàng Vũ tộc, càng không khả năng kháng trụ vân tộc lửa giận. Trừ Hoàng Vũ bên ngoài, còn lại như Thiên Nhân tộc, Chiến tộc, Nghê Thường tộc trừ bá tộc cường giả tu sĩ, từng cái cũng là ngốc trệ choáng váng. Quân Tiêu Dao, đầu tiên là dùng Thiên Dụ Tiên Triều Tiêu Dao Vương thân phận, sơ lộ thanh danh, sau đó liền tại Kiếm tộc Kiếm Đế Sơn, triệt để triển lộ hắn quân gia truyền nhân thân phận. Mà bây giờ đâu, vậy mà lại cùng thập bá tộc một trong vân tộc nhắc lên quan hệ. Tất cả mọi người giờ phút này, trong lòng đều có một cái nghi vấn. Quân Tiêu Dao, đến cùng có bao nhiêu trọng thân phận? Chương 3512, đến cùng có mấy trọng thân phận, các phương phản ứng. Mà bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy, Quân Tiêu Dao cùng vân tộc huyết mạch Nguyên Châu có cảm ứng. Không nói hắn là thuần khiết vân tộc người, ít nhất cũng tuyệt đối có vân tộc huyết thống. Hơn nữa còn là hạch tâm dòng chính cái chủng loại kia, không phải huyết mạch Nguyên Châu sẽ không nổ tung. Sự thật bày ở trước mắt, lại không có người sẽ nghi vấn Vân Cảnh Dương là hồ ngôn loạn ngữ. Mà lần này, có người vui có người sầu, vui vẻ tự nhiên là vân tộc. Vân Hạo bọn người là có chút choáng váng. Tại sớm lúc, liên quan tới Quân Tiêu Dao, lệnh vân tộc tộc vận tăng vọt gấp 100 lần sự tình là cơ mật. Duy có vân tộc một chút đỉnh cấp cao tầng mới biết được, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Cho nên Vân Hạo đám người cũng không biết rõ tình hình. Hiện tại, Quân Tiêu Dao thân phận triệt để cho hấp thụ ánh sáng, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Quân công tử vậy mà thật là chúng ta vân tộc người. Vân Đoá ngũ quan đẹp đẽ, da thịt trắng hơn tuyết, giờ phút này đôi mắt sáng trợn tròn lên. Trước đó Quân Tiêu Dao tại đối nàng thân xuất viện thủ lúc, nàng ngay tại huyễn tưởng. Nếu như Quân Tiêu Dao là vân tộc người thật là tốt biết bao, bọn hắn vân tộc chẳng phải là có người dẫn đầu, đến chỗ nào đều có khả năng đi ngang. Vân Đoá không nghĩ tới, huyễn tưởng vậy mà thành sự thật. Khó trách, lúc trước nhìn thấy quân công tử, ta liền có một loại mơ hồ quen thuộc cảm giác thân thiết. Vân Tử Huyên cũng là kinh thán không thôi. Nàng còn tưởng rằng, là đơn thuần bởi vì Quân Tiêu Dao dáng rất đẹp trai, cho nên mới có không hiểu thân thiết hảo cảm. Hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là loại huyết mạch kia cảm ứng cảm giác thân thiết. Không nghĩ tới, quân công tử lại có ta vân tộc huyết mạch,
lần này ta Vân tộc cũng sẽ không bình tĩnh. Vân Hạo cảm thán nói, Vân tộc thân là thập bá tộc một trong, tự nhiên cũng là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Cái gọi là Vân tộc lục diệu, bất quá là Vân tộc tại bên ngoài bài diện mà thôi. Thật giống như kiếm tộc chân chính yêu nghiệt tại hậu sơn đồng dạng. Vân tộc chân chính hạch tâm yêu nghiệt, tự nhiên muốn càng khủng bố hơn. Hiện tại, quân Tiêu Dao Vân tộc người thân phận ngồi vững. Không chỉ sẽ tại bên ngoài nhấc lên sóng lớn ngập trời, tại Vân tộc bên trong, cũng đồng dạng sẽ nhấc lên lớn sóng gió lớn. Vân tộc nội bộ cách cục, sợ là cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đương nhiên, biến hóa về biến hóa. Quân Tiêu Dao cùng Vân Khê huynh muội đạt được Vân tộc coi trọng, đó là không thể nghi ngờ. Dù sao, một mực bên trong hao tổn nội đấu gia tộc, cũng không có khả năng truyền thừa đến bây giờ. Vân Hạo đều khó có thể tưởng tượng, dùng quân Tiêu Dao Vân Khê huynh muội yêu nghiệt, đi Vân tộc đem sẽ có được loại nào đãi ngộ. Sợ là tổ giới thậm chí tiên thổ bên trong yêu nghiệt, địa vị cũng là chỉ đến như thế thôi. Mà so với vui vẻ Vân tộc, tự nhiên cũng có người sầu. Thiên nhân tộc, chiến tộc, kim phượng nhất tộc nhóm thế lực cường giả tu sĩ, vẻ mặt đều là khó coi vô cùng. Quân gia mặc dù khủng bố, thâm bất khả chắc, nhưng dù sao hiện tại không hiện ra tại Thương Mang. Mà Vân tộc, có thể là xác xác thật thật bá tộc, Thương Mang chúa tể một phương, đây chính là rõ ràng ở trước mắt. Nếu nói quân gia vô pháp bận tâm, cái kia Vân tộc bây giờ đang ở Thương Mang bên trong. Ai dám tính toán hãm hại quân Tiêu Dao, Vân tộc trước tiên liền sẽ ra tay. Cái kia mới vừa còn nói, một cái thiên dụ tiên triều, vô pháp hoàn toàn bảo hộ quân Tiêu Dao bá tộc cường giả. Giờ phút này đã là một câu đều cũng không nói ra được, vẻ mặt giống như ăn phải con ruồi xanh lét. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, quân Tiêu Dao đến tột cùng là thế nào trở thành Vân tộc hạch tâm dòng chính. Chiến tộc bên kia, Diệp Vũ cùng Tần Khung hai người nhìn nhau, cũng đều là im lặng không nói gì. Hắn làm sao có thể còn có bực này thân phận? Tần Khung yết hầu hơi khô chát chát, nuốt nước miếng một cái. Bản thân hắn ngay tại bá tộc, tự nhiên biết bá tộc là sao mà cường thịnh mạnh mẽ thế lực. Quân Tiêu Dao trở thành Vân tộc người, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Mà hết lần này tới lần khác, hắn sáng luyến nữ thần Thanh Nhi, hiện tại lại tại quân Tiêu Dao bên người. Vậy làm sao có thể nhường Tần Khung không vội? Hắn đơn giản biến thành vội vã quốc vương. Diệp Vũ biểu lộ cũng rất khó coi. Hắn ban đầu liền cảm thấy, quân Tiêu Dao không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Hiện tại quân Tiêu Dao lại bộc lộ ra thân phận này. Hắn nghĩ đối phó, không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn. Ban đầu theo lý thuyết, thân là người xuyên Việt. Hắn tới phương thế giới này, chẳng lẽ không phải tới cắt này chút bản địa thổ dân rau hẹ sao? Hiện tại làm sao cảm giác, chính hắn trở thành bị cắt rau hẹ. Sai đến tột cùng là hắn, vẫn là cái thế giới này. Diệp Vũ có chút hoài nghi nhân sinh. Bất quá có khả năng khẳng định là Diệp Vũ đối phó quân Tiêu Dao khẳng định càng ngày càng cẩn thận chặt chẽ. Ít nhất, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng cùng quân Tiêu Dao triệt để vạch mặt. Đây là hắn thân là rau hẹ kinh nghiệm. Mà trong đám người, còn có một người ánh mắt chìm nhưng. Chính là Dược Vương Điện thiếu chủ, Dược Ly, Vân tộc. Dược Ly sắc mặt trầm ngưng lạnh lẽo. Nguyên bản huyền ương giới về sau, trong lòng của hắn có đủ loại bố cục tính toán. Hiện tại, quân Tiêu Dao đột nhiên trở thành Vân tộc hạch tâm. Sau lưng nhiều một cái siêu cấp cự vô phách cấp bậc Vân tộc. Này hoàn toàn là làm rối loạn Dược Ly kế hoạch. Phải biết, đây chính là thập bá tộc một trong. Đừng nói là hắn hiện tại, coi như là kiếp trước Ly Thiên Đan Đế, đối mặt Vân tộc bực này bá tộc, cũng là như là châu chấu đá xe. Trước đó Dược Ly còn muốn lấy, thông qua đan dược, để cho mình mạnh lên, nghĩ biện pháp giải quyết quân Tiêu Dao. Mà bây giờ, quân Tiêu Dao chỗ cho thấy thực lực, liền địa cấp danh sách đều tùy ý chấn áp. Hắn muốn dựa vào đan dược đuổi kịp quân Tiêu Dao, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Đánh lại đánh không lại, thế lực sau lưng lại xa xa không sánh bằng. Đây quả thực là thiên băng cục diện. Nguyên bản còn muốn dựa vào tự mình giải quyết này quân Tiêu Dao. Hiện tại xem ra, chỉ có thể dựa vào người khác, còn có Ma Kiếm Vương này cái trọng yếu quân cờ, nhất định không thể làm mất. Dược Linh nguyên bản còn không có quyết định muốn trợ giúp Ma Kiếm Vương khôi phục. Bởi vì hợp tác với Ma Kiếm Vương, có loại tranh ăn với hổ cảm giác. Thế nhưng hiện tại chứng kiến đến quân Tiêu Dao thực lực, cùng sau lưng thêm ra bá tộc bối cảnh sau. Hắn là nhất định phải mượn nhờ Ma Kiếm Vương lực lượng. Không phải mong muốn gạt bỏ quân Tiêu Dao, liền là người si nói mộng. Ở đây thế lực khắp nơi, vô số tu sĩ, ánh mắt thần sắc khác nhau. Có thể nói chuyện hôm nay truyền đi, quân Tiêu Dao tên, đem triệt để vang vọng Thương Mang. Quân Tiêu Dao tùy tiện một thân phận, đều là vô số tu sĩ, ba đời đều không thể với tới tồn tại. Hiện tại, cho dù là những cái kia mong muốn nhằm vào quân Tiêu Dao bá tộc, cũng là im lặng im ắng. Bọn hắn lại như thế nào, cũng không muốn nhẹ dịch hòa Vân tộc bực này bá tộc đối đầu. Cùng Thủy Tổ Long tộc,
Phượng Hoàng Vũ tộc bực này tộc mạch liên hợp bá tộc khác biệt. Thân vì gia tộc huyết mạch truyền thừa bá tộc, Vân tộc đoàn kết có thể là có tiếng. Hiện tại, không có phương nào thế lực, dám tùy ý người giả bị đụng quân Tiêu Dao. Nếu như là cùng thế hệ, hoặc là không sai biệt lắm tồn tại, nhằm vào quân Tiêu Dao. Cái kia Vân tộc đương nhiên sẽ không để ý, bởi vì không có mấy người có thể uy hiếp được quân Tiêu Dao. Nhưng nếu như là thế hệ trước không nể mặt, hoặc là tính toán quân Tiêu Dao, cái kia Vân tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trước đó, rất nhiều người còn cảm thấy, Thánh Linh tộc Thạch Nhân Vương chờ tồn tại, về sau nhất định sẽ tìm quân Tiêu Dao phiền toái. Hiện tại, có Vân tộc chỗ dựa, Thạch Nhân Vương sợ là đều không dám tùy ý ra tay ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy sẽ bị tới Vân tộc trả thù. Chương 3513, thiên cấp danh sách thân phận cho hấp thụ ánh sáng, rung động bát phương. Không có loại kia trong gia tộc đấu, khi dễ từ bên ngoài đến tộc nhân loại hình hàng trí tình tiết, cho dù có, ít nhất cũng sẽ không phát sinh tại Vân tộc. Bởi vì tại giới hải lúc, Vân Thánh Đế Cung liền là một cái vô cùng đoàn kết thế lực. Vân Tiêu, đây cũng là ngươi tại giới hải Vân tộc lúc tên sao? Về sau, có bằng lòng hay không theo lão phu hồi trở lại một chuyến gia tộc? Vân Cảnh Dương đối quân Tiêu Dao vẻ mặt ôn hòa nói. Thân phận của hắn mặc dù rất cao, nhưng đối mặt quân Tiêu Dao lại là không có chút nào trưởng bối giá đỡ. Dù sao quân Tiêu Dao có thể là một cái có thể làm cho Vân tộc tộc vận tăng vọt gấp trăm lần tồn tại. Bực này nhân vật, làm sao ưu đãi cũng không quá mức. Có khả năng, lần này đa tạ Cảnh Dương trưởng lão. Quân Tiêu Dao cũng là gật đầu. Như vậy không kiêu không gấp thái độ, cũng là nhường Vân Cảnh Dương càng ngày càng hài lòng. Có thiên tư, có thực lực, chỉ có thể coi là yêu nghiệt nhân kiệt. Dĩ vãng Vân tộc cũng không thiếu khuyết loại nhân vật này. Mà có lòng dạ, có khí độ, có cách cục, mới có thể trở thành một cái dẫn dắt gia tộc đi đến đỉnh phong người dẫn đường. Theo Thương Mang Linh giới quân Tiêu Dao biểu hiện nhìn tới, hắn không thể nghi ngờ phù hợp đặc điểm này. Quân Tiêu Dao tầm mắt ngược lại quét về phía Quần Anh Điện bên trong Sơn Môn, thản nhiên nói. Quân mỗ hôm nay vừa tới đến Quần Anh Điện trước Sơn Môn, chính là bị như vậy nhằm vào. Như Quần Anh Điện không có một tia thành ý lời, như vậy trước đó ước định, trực tiếp hết hiệu lực. Quân mỗ ngược lại cũng không phải nhất định phải gia nhập Quần Anh Điện. Quân Tiêu Dao một phen ra, lập tức nhường bốn phương lại lần nữa kinh ngạc. Quân Tiêu Dao cùng Quần Anh Điện từng có cái gì ước định, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Lúc này, Quần Anh Điện bên trong Sơn Môn, số đạo lưu quang thoát ra. Cầm đầu một vị, rõ ràng là trước đó tiến đến giảng hòa Hoàng Mi lão giả. Nhìn thấy quân Tiêu Dao, còn có hắn bên người Vân Cảnh Dương. Hoàng Mi lão giả cũng là lộ ra một vệt cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, quân Tiêu Dao lại còn là Vân tộc người. Này có thể nói, cũng là vượt ra khỏi Quần Anh Điện đoán trước. Thật có lỗi, Tiêu Dao tiểu hữu, trước đó đám người lão phu có một số việc xử lý, không có kịp thời ra tới. Hoàng Mi lão giả hơi hơi chắp tay nói. Quân Tiêu Dao khóe môi có một luồng mơ hồ đường cong. Cái gì có một số việc xử lý, đều là mượn cớ thôi. Đơn giản là muốn bàng quan, nhìn một chút chư bá tộc phản ứng. Nói không chừng đến lúc đó, còn có khả năng nhúng tay, nhờ vào đó theo hắn nơi này thu hoạch một chút thẻ đánh bạc. Chẳng qua là, theo Vân tộc xuất hiện, thay quân Tiêu Dao chỗ dựa. Quân Anh Điện tính toán nhỏ nhặt, tự nhiên cũng là thất bại. Ta cần muốn nhìn thấy thành ý. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Hoàng Mi lão giả nhẹ thở ra một hơi. Hắn biết, quân Tiêu Dao đây là đối bọn hắn Quần Anh Điện thái độ, có chút bất mãn. Hắn suy nghĩ một chút, cũng là than nhẹ một tiếng, sau đó ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói. Chư vị, quân Tiêu Dao quân công tử, đã thu được ta Quần Anh Điện thiên cấp danh sách thân phận. Người nào như nhằm vào Quần Anh Điện thiên cấp danh sách, tự gánh lấy hậu quả. Tiếng nói vừa ra, nguyên bản huyên náo trước sơn môn, bỗng nhiên an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Biểu tình của tất cả mọi người, đều là như là paraffin đồng dạng đọng lại, mà tại ngắn ngủi tĩnh lặng về sau, càng khủng bố hơn náo động rung động thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa. Ta đi, không nghe lầm chứ, thiên cấp danh sách. Quân Tiêu Dao, lại còn không có gia nhập Quần Anh Điện, liền thu được thiên cấp danh sách thân phận. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nguyên lai không phải quân Tiêu Dao thỏa hiệp đến đây, mà là Quần Anh Điện lôi kéo quân Tiêu Dao đến đây sao? Hoàng Mi lão giả lời nói, không thể nghi ngờ là lệnh phiến thiên địa này sôi trào. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là quân Tiêu Dao thỏa hiệp, tới Quần Anh Điện. Hiện tại, Hoàng Mi lão giả lời nói, không thể nghi ngờ là đã chứng minh. Cũng không phải là quân Tiêu Dao thỏa hiệp, mà là Quần Anh Điện thỏa hiệp. Quần Anh Điện càng là bị quân Tiêu Dao thiên cấp danh sách thân phận. Phải biết tại dĩ vãng, còn không có cái nào yêu nghiệt, tại không có gia nhập tình huống dưới, liền đạt được thiên cấp danh sách thân phận. Cho dù là lại yêu nghiệt nhân vật, cũng phải đi qua hàng loạt khắc nghiệt sát hạch lịch luyện về sau, mới có cơ hội lấy được thiên cấp danh sách thân phận. Tại Quần Anh Điện bên trong, thiên cấp danh sách thân phận, vô cùng siêu nhiên, không phải là địa cấp danh sách có thể so. Diệp Vũ, Tần Khung, Dược Ly,
Còn có những địa cấp đó danh sách như Thiên Nhân tộc Lý Vân Thanh, Nguyên Phật tộc Phật Thất, thậm chí là bị quân Tiêu Dao trấn áp Hoàng Vũ. Từng cái vẻ mặt đều là rung động đến hơi choáng. Hắn vậy mà có được thiên cấp danh sách thân phận địa vị, Hoàng Vũ giờ phút này khôi phục hình người, biểu lộ cũng là mang theo rung động khó tả. Nghĩ đến mới vừa, hắn đối quân Tiêu Dao khiêu khích. Một cái địa cấp danh sách cũng dám như thế tìm đường chết, khiêu khích thiên cấp danh sách. Đây quả thực là cái ngu ngốc. Hoàng Vũ hiện ở trong lòng thở gấp, không phải khí quân Tiêu Dao, mà là khí Xích Phượng Nữ. Trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc không nên nhất trêu chọc người. Chết thật không oan. Quân Tiêu Dao thiên cấp danh sách thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau, không thể nghi ngờ là triệt để chặt đứt những người khác nhằm vào tâm tư. Luận thực lực, địa cấp danh sách Hoàng Vũ bị quân Tiêu Dao tiện tay trấn áp. Luận bối cảnh, có Vân tộc chỗ dựa, càng là quần anh điện thiên cấp danh sách. Hiện tại, ai có thể động quân Tiêu Dao? Người nào lại dám động quân Tiêu Dao? Có thể nói, quân Tiêu Dao vừa gia nhập quần anh điện, liền tuyệt đối là trong đó danh vọng thịnh nhất tồn tại. Ngoại trừ những cái kia thần bí mạnh mẽ còn lại thiên cấp danh sách bên ngoài, coi như là địa cấp danh sách, đối mặt quân Tiêu Dao cũng phải thấp cao ngạo đầu. Ta nói để ngươi làm tọa kỵ của ta, ngươi có thể có ý kiến? Quân Tiêu Dao ánh mắt nhàn nhạt, rơi vào Hoàng Vũ trên thân. Hoàng Vũ thân thể run lên. Như trước khi nói, hắn tất nhiên là sẽ không chịu phục, cho dù là sau lưng của hắn Kim Phượng nhất tộc, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, thế nhưng hiện tại, địa thế còn mạnh hơn người. Mà lại dùng quân Tiêu Dao thân phận, tăng thêm thiên cấp danh sách. Làm sao cảm giác, cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Kim Phượng nhất tộc tu sĩ hơi hơi há miệng, dường như muốn nói cái gì, lại không nói gì. Hiện tại quân Tiêu Dao uy danh đang thịnh, lúc này đụng tới đi, không phải tự chuốc nhục nhã sao? Mà lại không giống Xích Phượng Nữ, Hoàng Vũ ít nhất còn có lưu một cái mạng tại. Trên đời này hoàn toàn chính xác có sĩ khả sát bất khả nhục thế hệ. Nhưng tuyệt đối không phải Hoàng Vũ. Hoàng Vũ yên lặng, mặc dù không nói gì, nhưng kỳ thật đã coi như là chịu thua. Thấy liên quần anh điện địa cấp danh sách đều chịu thua. Những người còn lại cũng là cảm thán không thôi. Lý Vân Thanh, Phật Thất các vùng cấp danh sách, cũng là yên lặng, không tiếp tục nhiều lời một chữ. Đến tận đây, trận này quần anh điện trước sơn môn sóng gió, tạm rơi màn che. Nguyên bản những cái kia nghĩ nhằm vào khiêu khích quân Tiêu Dao bá tộc, từng cái cũng là giữ im lặng, tịt ngòi. Cảnh Dương trưởng lão nếu tới ta quần anh điện, không bằng ngồi một chút như thế nào? Hoàng Mi lão giả mời nói. Có khả năng. Vân Cảnh Dương nói. Hắn về sau còn muốn mang quân Tiêu Dao hồi trở lại Vân tộc. Chờ này một đôi yêu nghiệt huynh muội trở lại Vân tộc, còn không biết lại ở trong tộc nhấc lên bao lớn sóng gió. Đến lúc đó sợ là sẽ phải rất náo nhiệt. Quân Tiêu Dao đoàn người, cũng là tại Hoàng Mi lão giả đám người tiếp dẫn dưới, tiến vào quần anh điện bên trong sơn môn. Mà tại quân Tiêu Dao bên người Diệp Thanh Thiển, nói với quân Tiêu Dao một câu, sau đó liền đi hướng Diệp Vũ Tần Khung bên kia. Chương 3514, Diệp Vũ huynh muội gặp nhau, mâu thuẫn sinh ra. Mà Diệp Thanh Thiển cũng là như thế. Ca, ta liền biết các ngươi cũng đồng dạng sẽ đi vào cái thế giới này. Diệp Thanh Thiển cảm xúc cũng là chập trùng. Thân làm huynh muội, tại một cái thế giới khác gặp nhau, tự nhiên là cảm khái vạn phần. Bọn hắn cũng là có nói không hết. Mà một bên Tần Khung, thấy Diệp Thanh Thiển, con mắt đều nhìn thẳng. Hắn một mực ưa thích Diệp Thanh Thiển có thể nói là sáng luyến. Tại Huyền Cơ Tinh lúc, Diệp Thanh Thiển chính là một vị xa gần nghe tiếng nghiên cứu khoa học mỹ nhân. Cho dù không phải sư sư, hoặc là trang sức màu đỏ như thế diễm quan cả viên Huyền Cơ Tinh, tuyệt sắc. Nhưng cũng có được một phần thuộc tại mình mỹ lệ. Lúc trước Diệp Thanh Thiển liền đẹp lắm rồi. Mà bây giờ Diệp Thanh Thiển, một thân thanh lịch váy dài, da trắng như ngọc, dáng người cao gầy, hai chân thẳng tắp, trăng sáng rực rỡ dung nhan, tìm không ra mảy may tì vết. Này càng làm cho Tần Khung có chút xem ngây người. Chú ý tới Tần Khung tầm mắt, Diệp Thanh Thiển cũng hơi hơi gật đầu ra hiệu. Tần Khung thì là mặt mo đỏ ửng, gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Đủ rồi a, thật vất vả mới gặp nhau, có chút bộ dáng được không? Diệp Vũ khuỷu tay thọc một thoáng Tần Khung. Mặc dù hắn biết Tần Khung rất muốn gọi hắn đại cữu ca. Nhưng loại sự tình này, vẫn là phải xem Diệp Thanh Thiển chính mình ý tứ, dưa hái xanh không ngọt. Nhưng mà, Diệp Vũ lại nhờ vào đó nghĩ đến quân Tiêu Dao. Hắn cũng là nghiêm mặt nói. Đúng rồi, Thanh Nhi, ngươi là thế nào cùng cái kia quân Tiêu Dao nhận biết, lại tại sao lại cùng hắn cùng một chỗ đến đây? Nâng lên quân Tiêu Dao, Diệp Thanh Thiển trên mặt cũng là lộ ra một vệt ý cười. Nếu không phải quân công tử, còn không có khả năng tìm tới ca ca các ngươi. Diệp Thanh Thiển cũng là đơn giản nắm một ít chuyện nói cho Diệp Vũ, bao quát tại luyện đan đại hội bên trên, nàng là như thế nào cùng quân Tiêu Dao sơ quen biết. Còn có quân Tiêu Dao không ràng buộc đưa cho nàng tam muội chân hỏa tử hòa, sau này huyền ương giới thí luyện lại lần nữa gặp được, sau đó cùng nhau đến đây.
Nghe xong Diệp Thanh Thiển giảng giải, Diệp Vũ chẳng những không có mảy may vẻ cao hứng, ngược lại vẻ mặt càng là ngưng trọng. Căn cứ hắn một đường mà đến làm giàu hệ kinh nghiệm, hắn tuyệt không tin Quân Tiêu Dao là phát thiện tâm trợ giúp Diệp Thanh Thiển, đến mức nói ngấp nghé Diệp Thanh Thiển bản thân. Diệp Vũ cảm thấy hẳn là cũng không phải. Dù sao Quân Tiêu Dao bên người không thiếu giai nhân tuyệt sắc, chẳng lẽ nói hắn đã nhận ra lai lịch của chúng ta không tầm thường? Diệp Vũ đáy lòng thầm nghĩ. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói, Thanh Nhi, ngươi không có đem bí mật của chúng ta nói cho cái kia Quân Tiêu Dao à? Thấy Diệp Vũ vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Thanh Thiển cũng là sững sờ. Sau đó nói, này đương nhiên sẽ không. Nàng mặc dù cảm kích Quân Tiêu Dao, nhưng loại chuyện này, liên lụy quá lớn, Diệp Thanh Thiển tự nhiên cũng không có khả năng tùy ý lộ ra. Vậy thì tốt, Thanh Nhi, ta cho ngươi biết, Quân Tiêu Dao không có đơn giản như vậy. Hắn cái này người, giấu rất sâu. Nếu là chúng ta bại lộ lai lịch, khả năng này gặp được phiền toái lớn. Cho nên tốt nhất, về sau không nên cùng Quân Tiêu Dao đi quá gần, thậm chí muốn cách xa hắn một chút. Diệp Vũ ngữ trọng tâm trưởng nói. Nhưng mà Diệp Thanh Thiển, hơi hơi nhăn lông mày. Ca, lần này là may mắn mà có Quân công tử, ta mới có thể thuận lợi tìm tới ngươi. Thanh Nhi, thực không dám giấu giếm, ta đã sớm cùng cái kia Quân Tiêu Dao có chỗ gặp nhau. Hắn nếu thật muốn nhường ngươi tìm tới ta, tại luyện đan đại hội lúc nên đưa ra. Rõ ràng hắn là tâm có ý tưởng. Diệp Vũ nói. Có lẽ là khi đó, Quân công tử còn vô pháp hoàn toàn xác định, mãi đến lần này tiếp xúc mới có chỗ suy đoán đâu. Diệp Thanh Thiển nói. Bởi vì theo góc độ của nàng tới nói, thật sự là không rõ, Quân Tiêu Dao tại tính toán cái gì. Liền hỏi dùng Quân Tiêu Dao thân phận bây giờ địa vị, cần sao, nàng và Diệp Vũ đám người, ngoại trừ một cái người xuyên Việt thân phận đặc thù bên ngoài. Còn lại có bất kỳ vật gì, đáng giá Quân Tiêu Dao đi như vậy tính toán sao? Thanh Nhi, ngươi là không biết Quân Tiêu Dao chân diện mục. Diệp Vũ ngữ khí hơi có chút gấp. Trước đó hắn hướng Tô Cẩm Lý nói rõ lý do, Tô Cẩm Lý chính là như vậy không tin. Kết quả hiện tại, liền muội muội của hắn đều là như thế. Diệp Thanh Thiển hơi hơi yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, kỳ thật trước đó, Quân công tử còn nói qua ca ca ngươi lời hay, nhưng mà ngươi, Diệp Thanh Thiển không biết nên nói cái gì cho phải. Trước đó Huyền Ương giới lúc, Quân Tiêu Dao còn nói qua, cảm thấy Diệp Vũ rất có thiên tư tiềm lực, hẳn là một cái không sai ca ca. Quân Tiêu Dao như vậy khen ngợi Diệp Vũ, mà Diệp Vũ bên này đâu, vậy mà tại không có cái gì chứng cứ tình huống dưới, liền chửi bới Quân Tiêu Dao, cảm thấy hắn lòng có mưu đồ tính toán, đầy mình ý nghĩ xấu, coi như Diệp Vũ là ca ca của nàng. Nàng vẫn là sinh ra một loại, Diệp Vũ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cảm giác. Hắn, Diệp Vũ cũng là tiếng nói hơi ngưng lại, vẻ mặt cứng đờ. Ảnh đế, này Quân Tiêu Dao, tuyệt đối là cái ảnh đế. Cầm tượng vàng Oscar đều dễ dàng. Ca, ngươi thử tưởng tượng, như Quân công tử thật nghĩ nhằm vào ngươi. Dùng hắn hiện thân phận hôm nay thực lực, cần khoe khoang này chút tính toán sao? Mặc dù này hết sức hiện thực, nhưng Diệp Thanh Thiển cũng không thể không thừa nhận. Quân Tiêu Dao như muốn đối phó anh của nàng, thật tùy tiện ra tay chấn áp là đủ rồi. Cùng nghiền chết một con run dế không sai biệt lắm. Diệp Vũ không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù hắn từng nhiều lần tại Quân Tiêu Dao trong tay ăn quả đắng, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, giống như Quân Tiêu Dao đều không có hoàn toàn chủ động nhằm vào qua hắn. Như Quân Tiêu Dao chủ động nhằm vào, vậy hắn còn có thể bình yên sống đến bây giờ sao? Nhưng nói Quân Tiêu Dao không có chút nào nhằm vào hắn cũng không phải. Ngược lại cùng với Quân Tiêu Dao, liền chuẩn không có chuyện tốt gì. Diệp Thanh Thiển tiếp theo nói, ca, ta hiểu rõ, dù sao đổi lại là người nào đã trải qua xuyên qua loại chuyện này, đi tới thế giới xa lạ, tóm lại là sẽ có một loại không an toàn cảm giác, thậm chí bởi vậy sinh ra bị hại chứng vọng tưởng, cảm giác ai ai đều nhằm vào ngươi. Bất quá chỉ cần chúng ta nỗ lực tiếp tục tu hành, để cho mình mạnh lên, tự nhiên là có khả năng loại trừ này loại kinh khủng. Diệp Thanh Thiển trước đó sở học là sinh vật y dược phương diện, đối tâm lý phương diện cũng có chỗ đọc lướt qua. Diệp Vũ biểu hiện như vậy, dưới cái nhìn của nàng, liền là điển hình bị hại chứng vọng tưởng. Cảm thấy mạnh mẽ tồn tại, đối với hắn sinh tồn có chỗ uy hiếp, bởi vậy sinh ra sợ hãi. Diệp Vũ là triệt để bó tay rồi. Hắn cảm giác có chút sốt ruột. Dù sao Diệp Thanh Thiển là hắn người thân nhất, đều không tin hắn, ngược lại tin cậy Quân Tiêu Dao. Nói tóm lại, ngươi về sau cách cái kia Quân Tiêu Dao xa một chút, cái này đối ngươi không có chỗ xấu. Diệp Vũ rốt cục bày ra huynh trưởng thái độ. Nhưng mà Diệp Thanh Thiển lại là lắc đầu nói, nhưng ta về sau, còn cần Quân công tử ta muội chân hỏa làm nghiên cứu. Huống hồ Quân công tử từng nhiều lần trợ giúp qua ta, ta cũng không có khả năng trực tiếp cùng hắn chặt đứt quan hệ. Có ơn tất báo, đây không phải ca ca ngươi dạy đạo lý của ta sao? Diệp Vũ vội la lên, có thể Quân Tiêu Dao đó là đối ngươi có ân à, hắn là đối ngươi có mưu đồ. K,
Ca, mặc dù xuyên qua đến cái thế giới này, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể khắc thủ bản tâm. Diệp Thanh Thiển nói, nàng cảm thấy, Diệp Vũ tựa hồ là có chút biến, giống như là rối loạn tắc lòng. Diệp Vũ âm thầm bóp quyền. Một bên Tần Khung thấy thế, cũng là pha trò nói, tốt, thật vất vả mới gặp nhau, cũng đừng nói mấy cái này đi. Diệp Vũ cùng Diệp Thanh Thiển đều là im lặng, trong lúc nhất thời, vốn là huynh muội gặp nhau hân hoan thời khắc. Bầu không khí lại là có chút ngưng trệ cùng trầm trọng. Chương 3515, sư sư hạ lạc, quân anh điện sóng gió kết thúc. Diệp Vũ thật sâu phun ra trong lồng ngực tích tụ một ngụm chọc khí. Bây giờ muốn thuyết phục Diệp Thanh Thiển cũng là không thể nào. Chỉ có thể ngày sau, nhưng Diệp Thanh Thiển tự mình thấy Quân Tiêu giao dấu ở sau lưng chân diện mục. Phát giác được bầu không khí, Diệp Thanh Thiển cũng hơi hơi rủ xuống lông mày. Nàng tự nhiên cũng không muốn nắm bầu không khí làm dạng này yên lặng. Nàng mở miệng, nói sang chuyện khác, đúng rồi, ca, ngươi tìm tới sư sư sao? Nâng lên sư sư, Diệp Vũ ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Tạm thời còn không có, toàn bộ thương mang tinh không rộng lớn như vậy, muốn tìm được một người cũng không đơn giản. Huống hồ sư sư hiện tại là thân phận gì, cũng là một điểm đầu mối đều không có. Muội muội của hắn Diệp Thanh Thiển cùng sư sư là khuê mật, quan hệ rất tốt. Trên thực tế, Diệp Vũ sở dĩ có thể nhận biết sư sư, vẫn là mượn Diệp Thanh Thiển quan hệ. Có đúng không, bất quá dùng sư sư tài hoa, mặc dù ở cái thế giới này, cũng hẳn là ưu tú nhất xuất chúng tuyệt thế nữ tử đi. Diệp Thanh Thiển cũng là nói, trong đôi mắt đẹp lộ ra hoài niệm. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, chúng ta gia nhập quần anh điện, ngày sau như có thể gia nhập thiên đình, ủng có nhất định quyền hành. Liền có thể dễ dàng hơn tìm tới sư sư. Diệp Vũ nói, sư sư là hắn nhất hâm mộ nữ thần cùng ánh trăng sáng, hắn tự nhiên cũng muốn sớm một chút tìm tới. Mà lại, trong lòng Diệp Vũ ôm lấy một cái mơ hồ chờ mong. Mặc dù lúc trước hắn luyến mộ sư sư, nhưng sư sư đối với hắn, thủy chung cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Khi đi tới này phương thế giới xa lạ sau, sư sư sẽ có hay không có loại cô độc không nơi nương tựa cảm giác. Lúc này, có phải hay không cần có nhất dựa vào cùng quan tâm, mà Diệp Vũ muốn trở thành sư sư lớn nhất dựa vào. Cho nên, trong lòng Diệp Vũ cũng có được nghĩ phải trở nên mạnh hơn tâm tư. Chỉ có biến đến mạnh hơn, hắn mới càng có thể cho sư sư mang đến cảm giác an toàn. Tốt, chúng ta cũng gia nhập quần anh điện đi. Diệp Vũ nói, dùng tu vi của bọn hắn thực lực, gia nhập quần anh điện, hẳn không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, bọn hắn tối đa cũng liền là hạch tâm đệ tử thân phận. Cách mặt đất cấp danh sách còn có khoảng cách. Chớ nói chi là giống như là Quân Tiêu Giao như thế thiên cấp danh sách. Mặc dù Quân Tiêu Giao tại quần anh điện, nhưng Diệp Vũ cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Nhưng quần anh điện tài nguyên, là hắn an ổn phát dục tốt nhất nơi trốn. Một bên khác, Quân Tiêu Giao đoàn người, cũng là tại Hoàng Mi lão giả dẫn đầu dưới, tiến nhập quần anh điện sơn môn chỗ sâu. Một đường đi sâu, đủ loại thần sơn cổ nhạc, tiên đảo trôi nổi, linh cầm tẩu thú, muôn hình vạn trạng. Có tiên ba nôn hà, thụy thảo tranh nhau phát sáng, tiễu sửa núi đứng vững, linh khí mờ mịt. Dù là Quân Tiêu Giao cũng không thể không thừa nhận, thân là thương mang tinh không chí cao học phủ. Quần anh điện đích thật là có chút nội tình. Mà lại căn cứ hắn biết tin tức, cho dù là này tổ linh giới quần anh điện, cũng không phải là quần anh điện toàn bộ cơ nghiệp. Hoàng Mi lão giả cũng là đối Quân Tiêu Giao giải thích nói. Quân công tử, nơi này cũng bất quá là ta quần anh điện sơn môn chỗ, xa không phải ta quần anh điện toàn bộ. Thiên cấp danh sách. Tại quần anh điện thân phận đặc thù, có được không gian đặc thù tiểu thế giới. Bất quá bởi vì, ngạch, quân công tử sự tình, chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên trong thời gian ngắn khó mà hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Cũng là muốn ủy khuất quân công tử một chút, đặt chân đã tạm thời sắp xếp xong xuôi. Hoàng Mi lão giả lời cũng là chân thành, cũng không phải là cố ý làm khó dễ cái gì. Huống hồ Vân Cảnh Dương còn ở bên cạnh. Hiện tại Quân Tiêu Giao có được vân tộc huyết thống sự tình, đã hết thảy đều kết thúc. Hoàng Mi lão giả tự nhiên cũng sẽ không thức thời. Quân Mỗ cũng là cũng không thèm để ý. Quân Tiêu Giao nói. Hắn thực sự nói thật. Ban đầu Quân Tiêu Giao đối cái gọi là học phủ, liền không có hứng thú quá lớn. Quần anh điện tuy là thương mang tinh không chí cao học phủ. Nhưng muốn nói thật ra, phóng nhãn toàn bộ thương mang, có thể giáo dục Quân Tiêu Giao, lại có mấy người, nếu không phải quần anh điện có hắn cảm thấy hứng thú tài nguyên, tăng thêm vì Tiêu Giao Minh mọi người cân nhắc. Nói không chừng Quân Tiêu Giao tới đều chẳng muốn tới. Hắn tự nhiên cũng sẽ không thời gian dài đợi tại quần anh điện tu luyện, ra ngoài cắt rau hẹ, đều so đợi tại quần anh điện tu luyện hiệu quả muốn tốt. Thấy Quân Tiêu Giao như vậy lạnh nhạt tùy ý biểu lộ, Hoàng Mi lão giả cũng là hơi có vẻ lúng túng. Nếu là đổi lại mặt khác thiên kiêu, ước gì ỷ lại quần anh điện, ngày ngày tu luyện. Nhưng Quân Tiêu Giao, đã bộc quang vân tộc lai lịch thân phận. Dùng Quân Tiêu Giao yêu nghiệt trình độ, vân tộc sợ là sẽ phải không tiếc đại giới đi bồi dưỡng hắn.
Cứ như vậy, quân Anh điện phản cũng là có chút dư thừa. Mà lại quân Tiêu Dao tất nhiên cũng rõ ràng. Trước đó phát sinh loại sự tình này, tuy nói quân Anh điện chủ động giảng hòa, nhưng muốn bảo hoàn toàn không có kẽ hở, vậy cũng không có khả năng. Cho nên hy vọng quân Anh điện tận tâm tận lực bồi dưỡng hắn, cũng là không thể nào. Bất quá quân Tiêu Dao không quan trọng, hắn cũng không cần quân Anh điện bồi dưỡng. Chỉ cần Tiêu Dao Minh có thể hao quân Anh điện lông dê, vậy hắn coi như là ổn chám không lỗ. Sau đó, Hoàng Mi lão giả cũng là mang theo quân Tiêu Dao đám người, đến hắn chỗ đặt chân địa phương. Linh Sơn đứng vững, quần phong cây rừng trùng điệp xanh mướt, tiên vụ mờ mịt, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Một tòa tòa cung điện tô điểm ở giữa, hiển thị rõ hào hùng khí thế. Mặc dù chỉ là quân Tiêu Dao một người nơi ở, nhưng hắn phạm vi còn có cung điện số lượng đủ để dung nạp 10 vạn người trở lên. Hoàng Mi lão giả tuy nói đây là tạm thời đặt chân địa phương, nhưng có thể nói, một chút địa cấp danh sách hạch tâm động phủ tu luyện cũng chỉ đến như thế. Còn không sai, quân Tiêu Dao tùy ý nói. Ngược lại hắn cũng sẽ không lâu dài đợi tại quần anh điện bên trong, cho nên cũng là cũng không ngại. Cái kia vị cô nương này, Hoàng Mi lão giả ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Khê. Mới vừa, Vân Cảnh Dương kiểm tra huyết mạch, quân Tiêu Dao vị muội muội này, ngày sau địa vị cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Ta cùng ca ngụ cùng chỗ. Vân Khê thuận miệng nói. Mục tiêu của nàng là thiên đình, muốn lấy được tiên linh đế di trạch. Này quần anh điện cũng chỉ là tạm thời đặt chân địa phương. Còn lại như Khương Vận Nhiên, Mộ Thường Hy đám người, cũng là muốn ở tại quân Tiêu Dao chung quanh. Cái này cũng là thừa không ít chuyện. Hoàng Mi lão giả âm thầm quét quân Tiêu Dao người chung quanh liếc mắt, trong lòng thở dài. Quân Tiêu Dao tất nhiên là không cần nhiều lời. Người đứng bên cạnh hắn, cũng từng cái đều là yêu nghiệt bất phàm. Tương lai tại quần anh điện, không nói có thể giống như quân Tiêu Dao trở thành thiên cấp danh sách. Nhưng trở thành địa cấp danh sách, vấn đề cũng không lớn. Đến lúc đó, rõ ràng quân Tiêu Dao này nhất mạch người, tại quần anh điện sẽ là một cỗ cực lớn thế lực. Hoàng Mi lão giả cũng không nhịn được thầm nghĩ, bọn hắn quần anh điện làm ra lựa chọn như vậy, có chính xác không? Ngày sau quân Tiêu Dao cùng với hắn sáng tạo Tiêu Dao Minh, tương lai sẽ đi đến loại trình độ nào? Quần anh điện trước sơn môn sóng gió, truyền khắp bát phương, có thể nói là lại đưa tới cực lớn oanh động, thậm chí không kém gì trước đó kiếm tộc sóng gió cùng với linh giới sóng gió. Mà lần này rung động chỗ ở chỗ, Vân tộc ra sân, cho quân Tiêu Dao chỗ dựa. Quân Tiêu Dao Vân tộc thân phận cho hấp thụ ánh sáng, có thể nói là choáng váng tất cả mọi người. Này hoàn toàn vượt qua mọi người đoán trước, ngay từ đầu tại kiếm đế sân lúc, quân Tiêu Dao quân gia lai lịch triệt để cho hấp thụ ánh sáng, mặc dù cũng hết sức kinh người. Nhưng quân gia hiện tại dù sao không hiện ra tại thương mang. Nhưng mà Vân tộc, có thể là hàng thật giá thật thập bá tộc một trong, nội tình thâm bất khả chắc, có được vô tận cương thổ. Dạng này một thế lực khổng lồ bối cảnh, tăng thêm quân Tiêu Dao bản thân yêu nghiệt thiên tư thực lực. Điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa quân Tiêu Dao, ít nhất ở một mức độ nào đó, không cần cố kỵ bất luận cái gì tồn tại. Cùng thế hệ bên trong, thậm chí toàn bộ đời trẻ, trung niên, thậm chí một chút thế hệ trước, đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mà nếu là trêu chọc đối thủ càng mạnh mẽ hơn, có Vân tộc chỗ dựa, những lão bất tử kia, cũng khó có thể nhằm vào quân Tiêu Dao. Giống như cái kia thánh linh tộc Thạch Nhân Vương đồng dạng. Nói cách khác, quân Tiêu Dao sẽ cho hết thảy đời trẻ, trung niên, mang đến áp lực cực lớn. Hết thảy thương mang yêu nghiệt trên đỉnh đầu, đều là xuất hiện một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Quân Tiêu Dao xuất hiện, đối với rất nhiều người mà nói, là tuyệt vọng. Sẽ để cho rất nhiều người cho rằng, cùng quân Tiêu Dao cùng ở một thời đại, là một loại bi ai. Chương 3516, đi tới Vân tộc, Thánh Vân giới, ngoại tộc cung phụng La Minh. Liên quan tới quần anh điện trước sơn môn phát sinh sự tình, còn tại truyền vang bát phương, mà thân ở sự kiện trung ương quân Tiêu Dao, lại là thanh thản vô cùng. Tại Hoàng Mi lão giả, dẫn đầu hắn tại đi vào đặt chân sau. Quân Tiêu Dao cũng làm cho người, an bài Tiêu Dao Minh mọi người đặt chân, an bài xong Tiêu Dao Minh sau. Quân Tiêu Dao chính là muốn trực tiếp đi tới Vân tộc. Liền Vân Cảnh Dương vị này đại lão, đều là có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Hết sức hy vọng quân Tiêu Dao huynh muội trở lại Vân tộc. Cảnh Dương trưởng lão, vậy chúng ta liền lên đường đi. Quân Tiêu Dao nói. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị tiếp tục đợi tại quần anh điện. Về phần mặt khác trước đó chỗ trấn áp địa cấp danh sách Hoàng Vũ, thì không tiếp tục để ý tới. Chỉ cần Hoàng Vũ không có ngu đến mức cực hạn, ứng nên biết phải làm sao mới có thể bảo toàn chính hắn. Lần này đi tới Vân tộc, ngoại trừ quân Tiêu Dao cùng Vân Khê bên ngoài. Khương Vận Nhiên, Mộ Thường Hy, Dương Húc, Tăng Du, Khương Hạo Miểu mấy người cũng là hộ tống đi tới tham quan. Những người còn lại thì an bài Tiêu Dao Minh các hạng công việc. Mặc dù tại quân Tiêu Dao không có ở đây thời điểm, Tiêu Dao Minh cũng muốn ngay ngắn trật tự vận hành. Thương mang tinh không, rộng lớn bát ngát. Có một phương giới vực tên là Thánh Vân Giới.
Không hề nghi ngờ, này một giới, chính là vân tộc hạch tâm giới vực. Thân là Thương Mang thập đại bá tộc một trong, vân tộc tự nhiên cũng là có rộng lớn vô biên lãnh thổ cùng bản đồ. Dưới trướng cổ giới san sát, chiếm cứ rất nhiều cương thổ. Thánh vân giới, thì là trong đó một trong những hạch tâm. Mà liên quan tới quần anh điện trước sơn môn phát sinh sự tình, cũng sớm đã chuyển về vân tộc bên này. Có thể nói, toàn bộ vân tộc, đều là vì chi náo động. Bởi vì lúc trước, quân Tiêu Dao đến Thương Mang tinh không, nhường vân tộc tộc vận tăng vọt gấp trăm lần sự tình. Vẫn luôn là một cái bí mật, chỉ có tầng cao nhất mới biết được, cho nên bình thường vân tộc người, đều không biết được việc này. Mà bây giờ, khi tin tức kia truyền về, vị kia có được quân gia cùng Khương gia huyết mạch, hơn nữa còn là hỗn độn thể, thiên tư vô cùng nghịch thiên quân Tiêu Dao. Vậy mà cũng là vân tộc người. Này có thể nói là nhường hết thảy vân tộc người, đều là không thể tin được. Bởi vậy, khi biết quân Tiêu Dao muốn đến đây vân tộc sau, toàn bộ vân tộc đều là oanh động. Đừng nói vân tộc bản thân, coi như là tại vân tộc chỗ thống trị cương vực bản đồ bên trong, đều có vô số thế lực rối loạn, trong đó có không ít thế lực kiêu nữ thần nữ thánh nữ, đều là phương tâm xúc động, mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Có thể nói, nếu là có thể bị quân Tiêu Dao nhìn chúng, dù cho chẳng qua là tại hắn bên người làm cái thị nữ nha hoàn, đều là tiền đồ vô lượng. Bất quá các nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao đừng nói là bọn hắn này chút bên ngoài thế lực, chính là vân tộc bên trong, đoán chừng đều có không ít người, trong lòng có tâm tư, đang nghĩ nên như thế nào tiếp cận quân Tiêu Dao, kéo tốt quan hệ. Tại thánh vân giới bên trong, mỗ mảnh linh khí giạt rào khu vực bên trong, một vị tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm nam tử, đang xếp bằng ở chỗ sâu tu luyện. Khí tức nhập vào xuất ra ở giữa, cự đầu cảnh tu vi, không giữ lại chút nào tản ra. Vị nam tử này, cũng không phải là vân tộc người, mà là vân tộc một vị cung phụng. Tại bất kỳ bên nào trong thế lực, đều có chỗ gọi là cung phụng, vân tộc bên trong tự nhiên cũng có. Trên thực tế, vân tộc mặc dù xem trọng huyết mạch, nhưng cũng sẽ thu nạp một chút ngoại tộc máu mới. Một chút ngoại tộc thiên kiêu yêu nghiệt, hoặc là cường giả, đầu nhập vào vân tộc. Nếu như tu vi không tầm thường, hoặc là lập công lớn, liền sẽ có tư cách đạt được ban cho họ. Vị nam tử này, tên là La Minh, chính là đã từng vân tộc một vị yêu nghiệt tại mỗ một cái hạ giới phát hiện, sau đó mang về vân tộc. Mà này La Minh, có được cực kỳ bất phàm thiên phú, tốc độ tu luyện rất nhanh. Vẻn vẹn hao phí vài vạn năm, liền tu thành đế trung cự đầu. Tốc độ như vậy, đã là cực kỳ khủng bố, không kém gì một chút bá tộc yêu nghiệt. Rất nhiều người đều cho rằng, này La Minh trên thân tất nhiên có đại bí. Thế nhưng vân tộc không có đi dò xét. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bất luận cái gì cường giả yêu nghiệt, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít thuộc về mình bí mật. Hoặc là được một loại nào đó thần bí truyền thừa, hoặc là được cái nào đó hy thế chi bảo. Nếu là vân tộc tận lực đi dò xét, liền hỏi ngày sau, còn ai dám lại thêm vào vân tộc thân là bá tộc, tự nhiên có bá tộc khí độ, sẽ không đi ngấp nghé những cơ duyên kia. Cho nên, chỉ cần là tại không uy hiếp được vân tộc tình huống dưới, vân tộc cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu cái gì. Thậm chí ngược lại còn sẽ dành cho tài nguyên bồi dưỡng, nhường hắn ngày sau, có thể tốt hơn vì vân tộc hiệu lực. Đây là một loại cả hai cùng có lợi. Mà này La Minh, bởi vì hắn thiên tư cùng cảnh giới, cho nên tuy là họ khác cung phụ. Nhưng ở vân tộc bên trong, địa vị lại là không thấp. Rất nhiều người cũng đều cho rằng, La Minh hẳn là không được bao lâu, liền có thể thu được ban cho họ, trở thành vân tộc người. Bất quá nhiều lúc, một cái nha hoàn bộ dáng nữ tử đi vào nơi này, đối La Minh hơi hơi chắp tay nói. La Minh đại nhân. Thấy nha hoàn này, La Minh trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt. Tiểu thư nàng lại có việc tìm ta sao? Lúc trước, La Minh tại hạ giới, bị vân tộc một vị yêu nghiệt phát hiện, mang về vân tộc. Vị kia dẫn hắn hồi trở lại vân tộc yêu nghiệt, chính là vân tộc cái kia một đời thiên chi kiêu nữ, lục diệu một trong, tên là Vân Họa Tâm. Mà bây giờ, Vân Họa Tâm tại vân tộc bên trong, địa vị cũng là bất phàm. Cũng đã là một tôn đế trung cự đầu, tại tổ giới bên trong tu hành. Đối với Vân Họa Tâm, La Minh trong lòng, có cảm kích. Mặc dù hắn biết, dùng hắn lấy được cơ duyên kia, đủ để cho hắn tại ngày sau trở thành một tôn đại nhân vật, coi như Vân Họa Tâm không có trợ giúp hắn, dẫn hắn hồi trở lại vân tộc, hắn cũng y nguyên có thể quật khởi. Chẳng qua là thời gian hao phí muốn càng nhiều hơn một chút thôi. Nhưng hắn đối Vân Họa Tâm, vẫn như cũ lòng mang cảm kích. Mà lại ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn có hâm mộ cùng yêu thương. Dù sao Vân Họa Tâm cũng là vân tộc một vị thiên chi kiêu nữ, dung mạo tuyệt thế, tương lai tại vân tộc bên trong, địa vị cũng sẽ không thấp. La Minh đối với Vân Họa Tâm có chỗ hướng về, cũng có khác một cái ý nghĩ. Liền là ở rể vân tộc. Dù sao hiện tại, hắn lại như thế nào yêu nghiệt, được coi trọng, cũng vẫn như cũ chẳng qua là vân tộc ngoại tộc cung phụng, coi như về sau được ban cho họ vân. Cái kia thủy chung cũng chỉ là ban cho họ mà thôi.
không có vân tộc huyết mạch, không có cùng vân tộc sinh ra quan hệ thông gia quan hệ, liền vĩnh viễn đều khó có khả năng là chân chính vân tộc người. Nhưng nếu như, hắn có thể chân chính đạt được vân họa tâm ưu ái, cưới nàng, cái kia La Minh, sẽ thực sự trở thành vân tộc một phần tử, là chân chính người trong nhà. Này khái niệm còn là không giống nhau. Đây cũng là vì cái gì, La Minh coi như đã chứng được cự đầu, cũng vẫn như cũ tùy tùng tại vân họa tâm bên người, không có đi tới cung phụng đường. Cung phụng đường, là vân tộc ngoại tộc cường giả cung phụng chỗ. Chỉ có tu vi đến trình độ nhất định về sau, mới có thể gia nhập cung phụng đường. Vừa gia nhập cung phụng đường, cái kia thân phận địa vị, lập tức liền không đồng dạng. Mặc dù tại vân tộc bên trong, cũng là có không nhỏ quyền thế cùng địa vị, lại nhận tôn trọng. Dùng La Minh đế trung cự đầu thực lực, kỳ thật sớm là có thể gia nhập cung phụng đường. Nhưng là vì vân họa tâm, La Minh vẫn như cũ lựa chọn tùy tùng tại bên người nàng, không có gia nhập. Chỉ tiếc, này cũng không có cảm động vân họa tâm. Vân họa tâm đối đãi hắn, cùng đối đãi mặt khác tùy tùng, không có gì khác nhau. Nhiều nhất cũng là bởi vì La Minh thiên tư cùng thực lực, đối với hắn sẽ càng coi trọng một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi, La Minh cũng không hề từ bỏ, hắn tin tưởng chỉ muốn hắn làm đủ nhiều, cống hiến cũng đủ lớn. Vân họa tâm không sớm thì muộn có một ngày, có thể cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ, cho nên cảm động, nha hoàn kia đối La Minh nói. La Minh đại nhân, tiểu thư có mệnh, về sau chuẩn bị một phiên, cùng nàng cùng một chỗ đi tới, bái kiến một vị sắp đến đại nhân vật. Bái kiến đại nhân vật. La Minh nghe đến lời này, hơi hơi nhíu mày. Chương 3517, La Minh khó chịu, vân tộc tình trạng. Chính là có thể tiến vào vân tộc tổ giới tu luyện yêu nghiệt. Có thể nói, cho dù là một chút vân tộc địa vị có phần cao trưởng lão, đối với vân họa tâm, cũng là vẻ mặt ôn hòa, tán thưởng có thừa. Dùng vân họa tâm thân phận địa vị. Có người nào, đáng giá nàng coi trọng như vậy, tự mình gặp mặt, còn mang lên bọn hắn những người theo đuổi này cùng một chỗ. Người cũng đã biết tiểu thư muốn gặp mặt vị đại nhân vật kia là người phương nào. La Minh hỏi. Hắn cảm thấy, chẳng lẽ là vân tộc cái gì cổ tổ cấp nhân vật xuất quan, cho nên vân họa tâm mới có thể coi trọng như vậy. Nghe được La Minh, nha hoàn kia, cũng là mắt lộ một luồng hướng tới chi y nói. Là một vị lai lịch thân phận có chút bất phàm công tử, nghe nói nguyên bản cùng thiên dụ tiên triều cùng quân gia có quan hệ. Nhưng chẳng biết tại sao, lại có vân tộc huyết thống. Nhưng vị công tử kia thực lực, có thể là cực kỳ khủng bố, tuổi còn trẻ cũng đã là một vị cự đầu. Không chỉ như thế, nghe nói vẫn là cái trích tiên nhân vật. Nha hoàn nói đến đây, cũng là mắt mang một luồng hướng về cùng tò mò. Mặc dù vân tộc bên trong đủ loại thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt có không ít. Nhưng này vị quân công tử, coi như đặt ở vân tộc, cũng tuyệt đối là có một không hai nhân vật. Cái gì? La Minh nghe đến nơi này, lông mi nhăn càng sâu. Vân họa tâm muốn gặp mặt, vậy mà không phải cái gì vân tộc cổ tổ, mà là một vị tuổi trẻ tuyệt thế công tử. Hơn nữa còn có được vân tộc huyết thống, cái này khiến La Minh trong lòng hơi có chút không thoải mái. Hắn đợi tại vân tộc vài vạn năm, mặc dù cũng hưởng thụ lấy vân tộc rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng, nhưng cũng là vì vân tộc bỏ khá nhiều công sức. Mà đã như thế, vân họa tâm đối với hắn cũng không có chút nào mặt khác cảm xúc. Nhưng bây giờ, đột nhiên toát ra một cái gì công tử. Hơn nữa còn có được vân tộc huyết thống. Vân họa tâm vậy mà như thế ân cần, trực tiếp đi tới gặp mặt. Cái này khiến La Minh trong lòng không quá dễ chịu. Nha hoàn kia cũng là không có chú ý tới La Minh thần thái. Chẳng qua là thông báo một câu về sau, liền rời đi. Còn lại La Minh, lông mi hơi nhíu, đáy mắt lóe lên một vệt thâm thúy. Bất luận như thế nào, hắn muốn đi gặp, vị này tuyệt thế công tử, đến tột cùng là cái nhân vật bậc nào. Trải qua sau một thời gian ngắn, quân tiêu giao đám người. Tại Vân Cảnh Dương dẫn đầu dưới, cũng rốt cục ngồi Vân Hải Long Chu, đi tới Thánh Vân Giới. Tại tới Thánh Vân Giới trước đó, quân tiêu giao ven đường, cũng là thấy được rất nhiều vân tộc chỗ ngự thống giới vực, phạm vi rộng rãi, bao la vô biên. Vô số thế lực, ở vào vân tộc chỗ thống trị cương vực bên trong, sinh sinh diệt diệt. Vân tộc thì tựa như sừng sững tại cửu thiên chi thượng thần linh, đạm mạc nhìn chăm chú lấy nhân gian, cũng không đi tham dự những cái kia phân tranh. Các đại thế lực, đối với tự thân bản đồ bên trong lãnh thổ đều có quyền uy tuyệt đối cùng lực khống chế. Không chút khách khí nói, vân tộc liền là rất nhiều giới vực, ức ức vạn sinh linh bên trong, như thần linh kẻ thống trị. Đối với cái này, quân tiêu giao cũng là tập mãi thành thói quen. Dù sao xuất thân của hắn cũng không bình thường, sớm liền đã thành thói quen cao cao tại thượng. Tại cửu thiên tiên vực, giới hải các vùng, quân tiêu giao thân phận liền đủ để cho hắn một tay che trời. Ai có thể nghĩ, đi vào thương mang tinh không, y nguyên như thế. Quân tiêu giao không nói một tay che trời. Nhưng tương tự vị cùng đỉnh phong, thiên dụ tiên triều, quân gia, vân tộc, mỗi một cái lấy ra, đều không phải là loại lương thiện. Những cái kia từng cùng quân tiêu giao từng có xung đột ma sát thế lực, đau cả đầu.
Tại dọc theo con đường này, Vân Cảnh Dương cũng là đơn giản cùng Quân Tiêu Dao giới thiệu một chút Vân tộc tình huống. Hắn đặc biệt nhường Quân Tiêu Dao thoải mái tinh thần, không cần phải lo lắng tại Vân tộc sẽ xuất hiện cái gì ngoài định mức phân tranh gút mắc. Vân tộc thân là huyết mạch truyền thừa bá tộc, dù cho tại thập bá tộc bên trong cũng là tối vì đoàn kết nhất tộc. Đương nhiên, Vân Cảnh Dương cũng nói cho Quân Tiêu Dao, Vân tộc mặc dù đoàn kết, nhưng cũng không có nghĩa là nội bộ liền hoàn toàn không có cạnh tranh. Một cái hoàn toàn không có cạnh tranh bá tộc, giống như một đầm nước đọng, ngược lại sẽ dẫn đến sơ cứng, mục nát. Bất quá Vân tộc cạnh tranh là công bằng, có điểm mấu chốt. Mạnh liền là mạnh, yếu liền là yếu. Có khả năng cạnh tranh, phân cao thấp. Thậm chí có khả năng vận dụng một chút tâm kế lòng dạ. Dù sao mưu trí cũng là một phần thực lực. Nhưng ranh giới cuối cùng là, không có thể động dụng ám chiêu giết hại hãm hại đồng tộc, càng không thể hạ tử thủ. Cho nên, tại đây tộc quy phía dưới, Vân tộc mặc dù cạnh tranh đồng dạng kịch liệt, nhưng lại ít có bên trong hao tổn. Nghe xong Vân Cảnh Dương một chút giới thiệu, Quân Tiêu Dao cũng là âm thầm gật đầu. Không hổ là truyền thừa thương mang vô số năm bá tộc. Hiểu được trung dung chi đạo, cũng không kháng cự cạnh tranh, cũng không quá độ nội quyền. Tăng thêm công bằng công chính, thưởng phạt phân minh. Dạng này một phương gia tộc thế lực, cường thịnh bá tộc, lo gì không thể truyền thừa muôn đời. Vân tộc có thể sừng sững tại thương mang đỉnh, là có lý do, như thế gia tộc, lo gì không thể hưng thịnh, đứng sững ở thời gian tuế nguyệt phía trên. Quân Tiêu Dao nói. Vân Cảnh Dương cũng là cười nhạt một tiếng nói, chờ các ngươi huynh muội gia nhập ta Vân tộc, đó mới là ta Vân tộc chân chính thời điểm hưng thịnh. Dù sao ngươi có thể làm cho ta tộc vận tăng vọt gấp trăm lần. Ồ, Vân Cảnh Dương, nhường Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng là không rõ ràng. Hắn sẽ lệnh Vân tộc khí vận có như vậy biến hóa. Đúng rồi, lần này trong tộc vừa vặn muốn tổ chức tộc bỉ, ngươi trở về cũng là thời điểm. Đến lúc đó có thể chỉ điểm một chút trong tộc những tiểu tử kia. Vân Cảnh Dương cười ha ha nói. Từ lời hắn bên trong là có thể nghe ra, hắn đối với Quân Tiêu Dao thực lực, đến cỡ nào tán thành. Dù sao Vân tộc thân là bá tộc, tộc bên trong nói là thiên kiêu như mây, yêu nghiệt như biển, cũng tuyệt không là quá. Vân tộc lục diệu, bất quá là Vân tộc tại bên ngoài bài diện mà thôi, thật giống như kiếm tộc thập tam kiếm tử, thủy tổ long tộc chính đầu long nhất. Nhưng các tộc bên trong chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, há lại sẽ ngày ngày tại bên ngoài hành tẩu lộ diện. Phần lớn đều tại bế quan khổ tu, không hỏi thế sự, thậm chí cả phủ bụi tại một chút tuyệt thế chỗ. Mà ở dưới tình huống này, Vân Cảnh Dương lại như cũ nói, nhường Quân Tiêu Dao chỉ điểm một chút Vân tộc cùng thế hệ. Không thể nghi ngờ là đối Quân Tiêu Dao thực lực, cực có lòng tin. Cảm thấy hắn có thể áp đảo Vân tộc một đời. Quân Tiêu Dao cũng biết, Vân Cảnh Dương đây là tại nhắc nhở hắn có thể mượn nhờ tộc bỉ, trước lập uy, tại Vân tộc dựng đứng danh vọng. Vãn bối biết được. Quân Tiêu Dao gật đầu. Đúng rồi, thế hệ này ta Vân tộc thiên mệnh thiếu chủ, trước đó có thể một mực chưa từng định ra. Vân Cảnh Dương có ý riêng nói. Quân Tiêu Dao không kiêu không gấp, cười nhạt một tiếng trả lời, thuận theo tự nhiên là đủ. Đối với này Vân tộc thiên mệnh thiếu chủ vị trí, Quân Tiêu Dao ngược lại cũng không phải không thể không cần. Dù sao thân phận của hắn đã đủ nhiều. Vân Cảnh Dương lại là cười một tiếng nói, có một số việc đã định trước, nên ngươi, liền là của ngươi. Trở về sau mở ra thủy tổ tế đàn, ngươi như biểu hiện xuất chúng, vậy thì càng thêm danh chính ngôn thuận. Mặc dù Quân Tiêu Dao vẫn là quân gia cùng người nhà họ Khương, nhưng hắn đồng dạng có được Vân tộc huyết thống, là Vân tộc một phần tử. Vân tộc đối với Quân Tiêu Dao, tự nhiên cũng sẽ không có mảy may giữ lại. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối trong lòng hiểu rõ. Quân Tiêu Dao nói. Hắn cũng là đáy lòng thở dài. Vốn là nghĩ đến tới Vân tộc đi một lần, nhận cái thân thì cũng thôi đi. Vân tộc như vậy lôi kéo thái độ, là sợ hắn đối Vân tộc không có lòng trung thành sao. Chương 3518, Vân tộc thiên địa huyền hoàng tứ mạch, thiên chi kiêu nữ Vân Họa Tâm. Thế nhưng bên người cái vị kia công tử áo trắng, đứng bên người Vân Cảnh Dương, lại là mảy may không luống cuống. Cái kia cỗ khí chàng, thậm chí không kém một chút. Cái này khiến đến chung quanh vô số quan tâm tầm mắt ánh mắt, càng là kinh thán không thôi. Vị kia công tử áo trắng chính là Quân Tiêu Dao sao? Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, quả thật là cái nhân vật tuyệt thế. Ta duy nhất không hiểu là, vì sao vị này quân công tử, lại có ta Vân tộc huyết thống. Có cũng coi như, lại còn có thể làm cho huyết mạch Nguyên Châu nổ tung. Đây chính là liền tổ giới bên trong thiên kiêu, đều không nhất định có thể làm được a. Bốn phương tám hướng, vang lên rất nhiều thần hồn trao đổi, tiếng bàn luận xôn xao. Thật sự là Quân Tiêu Dao biểu hiện, có chút kinh người. Rõ ràng hắn cùng Quân gia Khương gia có quan hệ, nhưng thân phụ Vân tộc huyết thống, lại là so rất nhiều hạch tâm dòng chính, còn muốn càng thêm tinh thuần khủng bố. Khả năng duy nhất chính là, truyền cho hắn Vân tộc huyết mạch người thân, lai lịch đồng dạng bất phàm, là Vân tộc hạch tâm.
ta ngược lại thật ra theo ta này nhất mạch trưởng lão trong miệng, mơ hồ dò xét được một điểm ẩn ý. Vị này quân công tử, hắn huyết mạch, bắt nguồn từ giới hải một mạch kia vân tộc. Khó trách, đúng là giới hải vân tộc nhất mạch, một mạch kia có thể là theo thiên mạch tách ra đi. Có lòng người thở dài. Toàn bộ vân tộc, nhiều đời truyền thừa đến nay, sớm đã sinh sôi ra rất nhiều tộc mạch như mạng nhện đồng dạng phức tạp đan xen. Nhưng trong đó chủ yếu nhất là thiên, địa, huyền, hoàng tứ mạch. Này tứ đại chủ mạch là vân tộc hạch tâm nhất mạch hệ. Chiếm cứ vân tộc trưởng lão hội 8 phần 10 trở lên ghế. Còn lại chi mạch tổng cộng chung vào một chỗ mới chỉ chiếm cứ 2 thành ghế. Mà Vân Cảnh Dương chính là xuất thân từ thiên mạch một vị trưởng lão, cũng là vân tộc trong trưởng lão hội một vị người nói chuyện. Bởi vậy mới có như vậy uy vọng cùng địa vị. Có thể bị Vân Cảnh Dương tự mình tiếp dẫn về tộc, đủ để thấy vân tộc đối với quân Tiêu Dao coi trọng. Bất quá mặc dù tại thiên địa huyền hoàng tứ mạch bên trong, như quân công tử cường đại như vậy thuần khiết huyết mạch cũng là hiếm thấy đi. Cũng không biết ngày sau vị này quân công tử tại tộc ta sẽ là địa vị gì. Dù sao thế hệ này thiếu chủ vị trí còn chưa định hạ a. Bốn phương tám hướng vô số tiếng nghị luận vang lên. Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn đánh giá cả phiến thiên địa. Toàn bộ thánh vân giới vô biên rộng lớn, thiên địa bên trong linh khí nồng đậm đến cực hạn, càng có tiên đạo vật chất đang tràn ngập như sương như khói. Dãy núi đứng vững, tiên đảo trôi nổi. Có một tòa tòa to lớn bàng bạc thành trì trôi nổi ở trong hư không, bao la hùng vĩ vô biên, như là một khối lại một khối huyền không đại lục. Tuy nói là thường thấy đủ loại tràng diện, nhưng quân Tiêu Dao cũng là đáy lòng than nhẹ. Không hổ là thương mang tinh không thập bá tộc một trong, vân tộc này phô trương vẫn là không nhỏ. Không chỉ như thế, quân Tiêu Dao thần niệm nhạy cảm có thể cảm giác được toàn bộ thánh vân giới bên trong có rất nhiều hùng hồn cường hãn tới cực điểm khí tức đang ngủ đông, hoặc là bế quan, hoặc là tu hành. Mỗi một vị đi ra ngoài đều là đủ để chấn áp một phương đại nhân vật. Này chút cổ lão khí tức kinh khủng không thể nghi ngờ là hiện lộ rõ ràng vân tộc cái kia có thể xưng kinh khủng nội tình. Đoán chừng vân tộc cũng là loại kia, đã xảy ra chuyện gì, một đống cổ tổ theo trong đất bò ra tới loại kia. Trừ cái đó ra, toàn bộ thánh vân giới đều là có vô số mịt mờ trận pháp đang lưu chuyển. Rõ ràng mong muốn hoàn toàn công phá bực này giới vực. Đế cảnh thất trọng thiên bên trong, sợ là khó có người làm đến, cho dù là lúc trước họa loạn thương mang đại kiếp, cũng không có hoàn toàn nguy hiểm đến vân tộc hạch tâm. Tại thánh vân giới chỗ sâu, có một mảnh rộng lớn đài cao. Giờ khắc này ở trên đài cao, sớm đã là lít nha lít nhít, đứng đầy một mảnh đen kịt người, trong đó phần lớn đều là vân tộc thiên địa huyền hoàng tứ mạch bên trong dòng chính nhân vật. Từng cái tài hoa xuất chúng, khí tức bất phàm. Trong đó yếu nhất thả tại bên ngoài đều đủ để danh dương một phương. Mà ở trong đó có một bóng người xinh đẹp có phần bị chú mục. Đó là một vị phong thái yểu điệu nữ tử, người khoác trắng thuần lụa mỏng, da trắng nõn nà, băng cơ ngọc cốt, có loại tự nhiên mà thành mỹ cảm, như là một khối thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc. Mái tóc đen nhánh kéo lên, lộ ra một đoạn tuyết ngọc mảnh khảnh cổ, dung nhan không thi phấn trang điểm, lại có vẻ trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, đẹp đẽ đến không tì vết chút nào. Cả người phảng phất là theo cổ điển sơn thủy trong tranh đi ra tiên nữ, lộ ra một loại xuất trần tuyệt thế cảm giác. Là Họa Tâm tiểu thư, không nghĩ tới nàng cũng tới. Họa Tâm tiểu thư không phải một mực tại tổ giới tu hành à, không có thiên đại sự là không thể nào bị kinh động. Nàng có thể là thiên mạch kiêu nữ, mà bây giờ quân công tử trở về, có lẽ liền sẽ thuộc về thiên mạch, nàng làm sao có thể không xuất hiện. Bốn phía có một chút nghị luận. Vị này thanh lệ nữ tử, chính là Vân Họa Tâm. Đừng nói tại vân tộc. Chính là tại toàn bộ thương mang, đều là một vị có chút nổi tiếng mỹ nhân, dung nhan cùng thực lực sánh vai. Vẻn vẹn chỉ tu hành vài vạn năm, liền thành tựu cự đầu chi cảnh, một mực đợi tại tổ giới tu hành. Có nghe đồn chờ ngày sau Vân Họa Tâm, tu vi càng tiến một bước, liền có thể trở thành vân tộc trưởng lão, tiến vào trưởng lão hội. Đến lúc đó, liền là chân chính tiến nhập vân tộc quyền lực hạch tâm. Cho nên đừng nói tại bên ngoài, coi như tại vân tộc bên trong, đều có không ít người mong muốn truy cầu Vân Họa Tâm. Nhưng Vân Họa Tâm, một lòng tu hành họa đạo, đôi nam nữ tình yêu cũng không có hứng thú. Sau lưng Vân Họa Tâm, đứng đấy một hàng người, đều là Vân Họa Tâm thị nữ cùng tùy tùng. Trong đó liền có cái kia La Minh. Trên mặt hắn nhìn không ra biểu tình gì. Trừ cái đó ra, vân tộc lục diệu bên trong còn lại vài vị cũng là ở đây. Bọn hắn đều nghe nói quân Tiêu Dao rất nhiều sự tích. Có thể nói, quân Tiêu Dao còn không có đi vào vân tộc. Thân phận địa vị của hắn, liền đã vượt xa bọn hắn vân tộc lục diệu. Thậm chí như Vân Họa Tâm bực này, tại tổ giới tu hành yêu nghiệt, cũng kém xa quân Tiêu Dao. Tộc ta thiếu chủ vị trí, một mực không giải quyết được, chẳng lẽ liền là đang chờ đợi quân công tử? Một vị vân tộc lục diệu lẩm bẩm nói. Cái này, không đến mức đi,
Dù sao ngoại trừ tổ giới mấy vị kia yêu nghiệt bên ngoài, còn có tiên thổ bên trong tồn tại, một vị khác vân tộc Lục Diệu nói. Người nào có thể biết sẽ nửa đường giết ra một cái như vậy yêu nghiệt, vị này quân công tử năng lực, sợ là đã vượt qua ngươi tưởng tượng của ta. Cho dù là vân tộc Lục Diệu cấp bậc nhân vật, giờ phút này cũng chỉ có cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, vị này danh chấn thương mang Tiêu Giao Vương, quân gia hậu nhân, lại còn là bọn hắn vân tộc người đâu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc. Nơi xa, bàng bạc lâu thuyền ầm ầm nghiền ép hư không tới, cầm đầu cái kia một bộ áo trắng tuyệt thế quân Tiêu Giao, lập tức nhận lấy vạn chúng chú mục. Vô số đạo tầm mắt rơi vào quân Tiêu Giao trên thân. Có thể nói, vân tộc mọi người đều là thiên tư bất phàm thế hệ, mà bị nhiều như vậy tầm mắt nhìn chăm chú, đổi lại những người khác, thật là có bắn tỉa sợ hãi. Nhưng quân Tiêu Giao, sắc mặt mây trôi nước chảy, không quan tâm hơn thua, tự có một phiên khí độ. Hắn chính là quân Tiêu Giao. Vân Họa Tâm đôi mắt đẹp nhìn lại, đáy lòng thì thào, không biết nghĩ tới điều gì, ngọc sứ mặt có một luồng mơ hồ đỏ. Nàng nghĩ đến thiên mạch tộc lão đối nàng đã nói. Mà ở sau lưng hắn La Minh, thấy Vân Họa Tâm như vậy thần sắc, đáy lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Chương 3519, vào ở Thiên Thánh Cung, tương lai vân tộc thiếu chủ. Chưa từng sẽ có như vậy kiểu nhan hơi hơi ửng hồng thời điểm. La Minh tầm mắt cũng là chuyển hướng quân Tiêu Giao. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói. Quân Tiêu Giao có vốn liếng này. Vân Họa Tâm kỳ thật còn tính là tối vi cẩn thận. Vân tộc bên trong rất nhiều nữ tử, giờ phút này sớm đã là mắt hiện đào tâm, kiều nhan ửng đỏ, mang theo tôn sùng hướng về chí, mà liền tại La Minh đánh giá quân Tiêu Giao thời điểm. Quân Tiêu Giao bỗng nhiên như có một tia nhận thấy, nhưng hắn cũng không có tận lực nhìn về phía La Minh bên kia. Chẳng qua là trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý vị. Quả nhiên, tại vân tộc này bên trong, cũng có người thú vị vật. Quân Tiêu Giao thầm nghĩ, nhưng cũng không thèm để ý. Rất nhanh, đám người bọn họ theo Vân Hải Long Chu bên trên hạ xuống. Ra mắt trưởng lão. Ở đây bốn phương vân tộc người, đều là hướng về phía Vân Cảnh Dương chắp tay. Rất nhiều người tầm mắt đều là tò mò dò xét quân Tiêu Giao. Đồng thời, tại quân Tiêu Giao bên người, Vân Khê cũng là nhận vạn chúng chú mục. Dù sao cũng là một cái đẹp đến mức tận cùng tiểu tiên nữ. Mà lại mọi người cũng có thể cảm giác được, trên thân Vân Khê cái kia đồng nguyên huyết mạch. Có thể nói, tình huống hiện tại chính là, nữ tầm mắt đều rơi vào quân Tiêu Giao trên thân. Nam tầm mắt, rất nhiều đều bị Vân Khê hấp dẫn. Đáng tiếc vị này Vân Khê cô nương lộ vẻ ngây ngô một chút, không phải ta vân tộc đệ nhất Mỹ tên tuổi thật là muốn đổi chủ. Có vân tộc người cảm thán Vân Khê thiên sinh lệ chất. Vân tộc bên trong tự nhiên cũng là rất nhiều giai lệ. Vân Họa Tâm cũng là một cái trong số đó. Nhưng nếu luận vân tộc đệ nhất Mỹ, bây giờ còn tại tiên thổ. Vân Cảnh Dương đối quân Tiêu Giao nói. Quân Tiêu Giao, trước hết để cho Họa Tâm dẫn ngươi đi Thiên Thánh Cung, đó chính là sau này ngươi tại trong tộc địa bàn. Trở về sau, liền đi tới trưởng lão hội một chuyến. Mặt khác, về sau sẽ còn thay các ngươi huynh muội xử lý một trận yến hội long trọng. Đến lúc đó, chỉ cần là tại tộc ta phạm vi thống trị dưới thế lực, đều sẽ đến chúc. Vân Cảnh Dương lời nói mây trôi nước chảy, nhưng lại nhường chung quanh hết thảy vân tộc người, đều là trừng to mắt, cho quân Tiêu Giao tổ chức yến biết cái gì liền không nói. Chủ yếu nhất là, Thiên Thánh Cung chính là quân Tiêu Giao địa bàn. Này nhường trong mắt mọi người, đều là chảy lộ ra vẻ kinh dị. Thiên Thánh Cung, không chỉ có là thánh vân giới bên trong, xa xỉ nhất, nhất uy nghiêm, đồng thời cũng là tiên đạo vật chất nồng nặc nhất tu luyện địa phương. Trọng yếu nhất chính là, vân tộc mỗi một thời đại thiếu chủ tẩm cung, đều tại Thiên Thánh Cung. Nói cách khác, nhường quân Tiêu Giao vào ở Thiên Thánh Cung, cơ hồ liền biểu lộ. Vân tộc cố ý nhường quân Tiêu Giao trở thành thiếu chủ. Tin tức này như truyền đi, sẽ cực kỳ kình bạo, đem bao phủ chư giới. Trước đó, mặc dù quân Tiêu Giao phơi sáng vân tộc thân phận, nhưng vân tộc người thân phận cùng vân tộc thiếu chủ thân phận, đây chính là hoàn toàn không giống. Quyền hành, địa vị, không thể so sánh nổi. Vân tộc thiên mệnh thiếu chủ, đại biểu là vân tộc bài diện, vân tộc hạch tâm, là tương lai vân tộc người dẫn đầu. Không khách khí chút nào nói, như quân Tiêu Giao thật trở thành vân tộc thiếu chủ. Hắn tùy ý một câu, nhưng quyết định rất nhiều bất hủ thế lực sinh diện, nhưng quyết định ngàn tỷ sinh linh họa phúc, nhưng quyết định rất nhiều cổ giới thế lực cách cục. Hết thảy, chỉ cần quân Tiêu Giao thuận miệng một câu, bá tộc thiếu chủ địa vị cùng quyền hành, liền là khủng bố như thế. Có thể nói, mỗi một thời đại vân tộc thiếu chủ cạnh tranh, đều là cực kỳ kịch liệt, cho dù là tại như thế đoàn kết vân tộc, cũng là như thế, không có người nào, sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ. Mà bây giờ đâu, quân Tiêu Giao vừa mới đến vân tộc mà thôi, cái gì cũng còn không hiểu rõ lắm. Vậy mà liền vào ở Thiên Thánh Cung. Không nói quân Tiêu Giao hiện tại liền là vân tộc thiếu chủ. Ít nhất cũng là chuẩn thiếu chủ. Vân Cảnh Dương, không để ý đến người chung quanh kinh ngạc náo động, rời đi trước. Đến mức quân Tiêu Giao, hơi hơi khiêu mi,
theo người bên ngoài đàm luận bên trong, hắn cũng nghe rõ, cho địa bàn của hắn, liền là tương lai Vân tộc thiếu chủ địa bàn. A, đây chính là cái khoai lang bỏng tay a. Quân Tiêu Dao âm thầm lắc đầu. Hắn là cái hết sức ngại phiền toái người, nhưng không nghĩ tới vừa đến Vân tộc, liền ném đi dạng này một cái khoai lang bỏng tay cho hắn. Bất quá Quân Tiêu Dao cũng hiểu rõ, đây chính là đại biểu Vân tộc cao tầng đối với hắn kỳ vọng, cảm thấy hắn có thể làm được hết thảy. Mà lúc này, có thanh âm vang lên, mang theo một chút câu nệ trí. Chúng ta, gặp qua quân công tử. Có vài vị khí chất bất phàm nam nữ tiến lên. Chính là Vân tộc Lục Diệu bên trong mặt khác vài vị. Còn có Vân Hạo, Vân Tử Huyên, Vân Đoá đám người, cũng là theo Quân Tiêu Dao cùng nhau đến đây. Vân Đoá thấy thế, lộ ra tùy tiện tươi cười nói, các vị ca ca tỷ tỷ, các ngươi không cần câu nệ, quân công tử có thể là cái hết sức nho nhã hiền hòa người. Nghe được lời này, cái kia Vân tộc Lục Diệu bên trong vài vị, khóe mắt có chút co lại, nho nhã theo cùng. Bọn hắn có thể là nghe nói Quân Tiêu Dao rất nhiều sự tích huy hoàng. Thổ phỉ đều phải hướng hắn thỉnh giáo làm sao bắt cóc tống tiền giết con tin. Chư vị không cần câu nệ, tất cả mọi người là người một nhà, về sau còn có khả năng nhiều hơn trao đổi luận đạo. Quân Tiêu Dao cũng là lộ ra ấm áp ý cười. Mà như vậy thái độ, căn bản không giống như là ngang hàng ở giữa nói chuyện. Giống như là trưởng bối đối vãn bối đồng dạng. Mà sự thật cũng là như thế. Dùng Quân Tiêu Dao bây giờ tu vi, thiếu niên đế cấp trong mắt hắn cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến. Vân tộc Lục Diệu trong mắt hắn, hoàn toàn chính xác cùng tiểu bối không có gì khác biệt. Đương nhiên hắn cũng biết, Vân tộc Lục Diệu, chẳng qua là Vân tộc tại bên ngoài bài diện mà thôi. Chân chính nhân vật, đều là thâm tàng bất lộ. Lúc này, một làn gió thơm phật tới. Một vị người khoác làm sa, phong thái trác tuyệt cổ điển mỹ nhân, chậm rãi tới. Tiểu nữ tử Vân Họa Tâm, gặp qua quân công tử. Quân Tiêu Dao nhìn một cái, khẽ gật đầu cười một tiếng, Họa Tâm cô nương. Vị này Vân Họa Tâm tu vi, rõ ràng muốn vượt qua Vân tộc Lục Diệu đoàn người. Cùng quân anh điện Hoàng Vũ, Phật thất các vùng cấp danh sách so sánh, cũng là không kém chút nào. Chắc hẳn liền là tại Vân tộc tổ giới bên trong tu hành yêu nghiệt. Vân tộc tổ giới, liền cùng kiếm tộc Hậu Sơn không sai biệt lắm, đều là chỉ có tinh anh trong tinh anh, yêu nghiệt trong yêu nghiệt mới có tư cách tiến vào tu hành. Cái kia trong đó ra tới người, ít nhất đều là có tư cách trở thành Vân tộc trưởng lão, gia nhập trưởng lão hội cường đại tồn tại. Còn không bái kiến quân công tử. Vân Họa Tâm nghiêng đầu nói, sau người một hàng tùy tùng, cũng là vội vàng khom người hành lễ, La Minh mặt không biểu tình, cùng những người khác khom người so sánh, hắn chỉ là khẽ gật đầu. La Minh, ngươi. Vân Họa Tâm thấy cảnh này, hơi hơi nhăn lông mày. Mặc dù La Minh tu vi rất cao, đủ để gia nhập cung phụng đường, dùng thân phận nàng, cũng không có đem hắn đơn thuần xem như tùy tùng cùng tôi tớ. Nhưng La Minh này thái độ, hơi có chút bưng, cho người ta một loại ngạo khí cảm giác. Quân Tiêu Dao tầm mắt ám liễm, mới để cho hắn có một tia đặc thù cảm ứng người, chính là này La Minh. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng nói, không sao, đế trung cự đầu thả tại bên ngoài, đều là thành thánh làm tổ tồn tại. Họa Tâm cô nương quả nhiên là người tài ba, vậy mà có thể làm cho một tôn cự đầu thành làm nô tài. Nghe được Quân Tiêu Dao khen ngợi, Vân Họa Tâm khóe môi cũng là lộ ra một luồng cười nhạt. Mà lời này, nhường La Minh vẻ mặt cứng đờ. Nô bộc, dùng tu vi của hắn, đủ để gia nhập Vân tộc cung phụng đường. Chính là Vân Họa Tâm, cũng cho tới bây giờ cũng không có đem hắn làm qua nô bộc đồng dạng khu xử qua. Mà này Quân Tiêu Dao, vậy mà gọi hắn là nô bộc. La Minh đáy mắt lóe lên một tia lãnh quang. Quân Tiêu Dao cũng không hề để ý, mà là đối Vân Họa Tâm nói, không biết Thiên Thánh Cung ở nơi nào. Vân Họa Tâm nói, như không ngại, Họa Tâm có thể mang quân công tử tiến đến. Phiền toái Họa Tâm cô nương. Quân Tiêu Dao nói. Vân Họa Tâm phía trước, mang theo Quân Tiêu Dao đoàn người tiến đến, không để ý chút nào sau lưng La Minh vẻ mặt. Mà La Minh thấy cảnh này, cũng là âm thầm siết chặt nắm đấm. Cái kia thanh thanh lãnh lãnh, chỉ thích lẻ loi một mình vẽ tranh Vân Họa Tâm. Giờ phút này, vậy mà đối Quân Tiêu Dao ân cần như vậy. Cái này khiến La Minh trong lòng, hết sức không thoải mái. Chương 3520, thiếu chủ đãi ngộ, kiêu tử Vân Mặc Hiên. Bất quá, La Minh cũng không thể không thừa nhận. Quân Tiêu Dao hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Khí tức của hắn thâm bất khả trắc, cũng không có tận lực toát ra cái gì cảm giác áp bách, nhưng tổng cho người ta một loại khiếp người cảm giác, giống như là đối mặt không biết kinh khủng. Mà nhất làm cho La Minh trong lòng đố kỵ hận chính là, Quân Tiêu Dao vậy mà vừa đến, liền có thể vào ở Thiên Thánh Cung. Đây chính là Vân tộc thiếu chủ tẩm cung. Hắn La Minh tuy là ngoại tộc người, nhưng cũng vì Vân tộc lập xuống qua không ít công lao. Bây giờ lại còn đang vì đạt được một cái chân chính Vân tộc người thân phận, mà đau khổ dễ dụa. Trái lại Quân Tiêu Dao, chuyện gì không có làm, liền trịnh trọng như vậy, bị Vân tộc tiếp dẫn trở về,
còn vào ở Thiên Thánh Cung. Này loại chênh lệch, hoàn toàn chính xác quá lớn. Dù cho lòng dạ lại mở rộng rãi người, cũng không khỏi trong lòng không công bằng. Huống chi là La Minh loại người này. Hắn bị Vân Họa Tâm, theo Mỗ Hạ Giới dẫn tới. Lòng dạ cách cục, ban đầu liền khoáng đạt không đi nơi nào. Có thể nói, nếu không phải hắn đạt được cơ duyên kia, hắn căn bản là tiếp xúc không đến cái thế giới này, càng không khả năng giống như nay tu vi địa vị. Bên này, Vân Họa Tâm mang theo Quân Tiêu Dao đoàn người, đi vào Thánh Vân Giới chỗ sâu Thiên Thánh Cung. Đối với cái kia La Minh, Quân Tiêu Dao chẳng qua là lưu lại một cái tâm nhãn, nhưng cũng không hề để ý. Bây giờ bình thường khí vận chi tử, trong mắt hắn, liền đối thủ đều xa xa không tính là. Nhiều nhất liền là trong lúc rảnh rỗi thu hoạch rau hẹ, cho nên không có bị hắn không để trong mắt. Qua sau một thời gian ngắn, Quân Tiêu Dao rốt cục đi tới Thiên Thánh Cung. Thiên Thánh Cung cũng không phải là chẳng qua là một tòa cung điện, mà là một khu vực lớn. Phiến địa vực này, địa thế phi phàm, như cửu long bảo vệ, thả ở nhân gian, cái kia chính là đế vương long mạch. Cũng chính là bởi vậy, Thiên Thánh Cung từ trước đều là Vân tộc thiếu chủ tẩm cung, cũng tính tình có thể hiểu. Dù sao bá tộc thiếu chủ, có thể so cái gì nhân gian đế vương, không biết cao quý gấp bao nhiêu lần. Phiến khu vực này, trung thiên địa linh tuệ, mang thai tiên đạo tinh hoa, toàn bộ cổ địa có nồng đậm linh vụ tại mờ mịt bốc hơi. Tử hà bao phủ, tường thụy tràn ngập. Thiên địa khoáng đạt, một tòa tòa đảo trôi nổi, trên đó linh sơn đứng vững, cổ tùng cứng cáp, quấn quanh lấy hỗn độn khí, cung điện liên miên. Mặc dù không có xa xỉ đến dùng tiên kim thần cào sắt xây, nhưng cũng là hiếm thấy kỳ chân, lưu ly ngọc ngói, huyền hoàng thạch, vạn cổ cây trầu. Mà tại phiến khu vực này, cửu long bảo vệ chính giữa, một tòa vô cùng xưa cũ đồng điện, đứng sững ở một ngọn núi cổ long mạch phía trên. Cùng chung quanh đủ loại nở rộ hào quang, lượn lờ thụy thải xa xỉ cung điện khác biệt. Này tòa đồng điện, 10 điểm xưa cũ, lộ ra giản dị tự nhiên. Bảng hiệu bên trên viết Thiên Thánh Cung tam chữ, lượn lờ màu vàng kim hà huy. Đây cũng là Thiên Thánh Cung. Quân Tiêu Dao đánh giá. Mặc dù này Thiên Thánh Cung, nhìn như giản dị tự nhiên, cùng chung quanh mặt khác cung điện so sánh, không có như vậy chói mắt. Nhưng Quân Tiêu Dao có thể cảm giác đạt được, bên trong Thiên Thánh Cung này, có rất nhiều trận pháp lưu chuyển gợn sóng. Một bên, Vân Họa Tâm cũng là lộ ra ý cười giải thích nói. Quân công tử, này Thiên Thánh Cung có thể không vẻn vẹn chỉ là một tòa cung điện đơn giản như vậy. Tại Thiên Thánh Cung dưới, có một ngụm cổ lão suối nguồn, tầm bổ vạn vật, có thể so với một chỗ lục tinh bảo địa. Trong đó tiên đạo tinh túy, còn có khả năng cường tráng nguyên thần khiến cho thần hồn tinh khiết, kiên cố bất hủ. Ngoài ra, nơi này long khí hội tụ, đối với tu hành cũng là cực có chỗ tốt. Nghe được Vân Họa Tâm nói rõ lý do, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, chật chật thở dài. Bá tộc nội tình, hoàn toàn chính xác bất phàm. Thiếu chủ tẩm cung dưới, lại có một chỗ có thể so với lục tinh bảo địa suối nguồn. Phải biết, thả tại bên ngoài, một tòa tam tinh tứ tinh bảo địa, đều có thể dẫn tới bất hủ thế lực điên cuồng tranh đoạt. Ngũ tinh lục tinh bảo địa, càng là hiếm thấy đến cực điểm. Mà tại Vân tộc, hắn một người liền có thể độc hưởng một tòa lục tinh bảo địa. Dù cho lúc trước hắn tại Thương Ngô Yêu giới tìm tới bảo địa vũ trụ nguyên hải, cũng chỉ đến như thế. Bất quá nghĩ lại, này dù sao cũng là thiếu chủ tẩm cung. Vân tộc mặc dù đáy xúc tích thâm hậu, nhưng hẳn là còn không có xa xỉ đến, mỗi một cái yêu nghiệt đều có thể đơn độc hưởng thụ một tòa lục tinh bảo địa. Đây là thiếu chủ mới có đãi ngộ. Mà liền tại Quân Tiêu Dao đám người, vào ở Thiên Thánh Cung lúc, tại Thánh Vân giới, một cái khác địa vực. Này đồng dạng là một mảnh linh khí lưu chuyển, tiên đạo vật chất mờ mịt động thiên phúc địa, cho dù không bằng Thiên Thánh Cung, nhưng cũng tuyệt đối là một chỗ bảo địa. Ở chỗ này chỗ sâu một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện. Một vị người mặc màu mực pháp bào, khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi, đứng chắp tay. Có Vân tộc người hầu, tại bẩm báo lấy cái gì? Vào ở Thiên Thánh Cung. Vị này mặc bào nam tử tự lẩm bẩm. Hắn chính là Vân tộc một vị yêu nghiệt, tên là Vân Mặc Hiên, thiên sinh đạo thể, tu vi bất phàm. Trước đó một mực tại tổ giới tu hành, địa vị so với Vân Họa Tâm đều không kém bao nhiêu. Lần này nghe nói Quân Tiêu Dao muốn trở về, lúc này mới trở lại Thánh Vân giới. Khi biết Quân Tiêu Dao vào ở Thiên Thánh Cung tin tức sau, Vân Mặc Hiên trầm mặc. Cùng Vân Họa Tâm không tranh quyền thế khác biệt, Vân Mặc Hiên trong lòng có dã tâm, có dục vọng. Hắn tự nhiên là mong muốn tranh một chuyến thiếu chủ vị trí. Mặc dù bản thân hắn cơ hội cũng không tính quá lớn. Dù sao Vân tộc cạnh tranh quá kịch liệt, thiên kiêu nhân vật xuất hiện lớp lớp, còn có tiên thủ yêu nghiệt chưa từng xuất thế. Hắn coi như toàn lực cạnh tranh, đoạt được thiếu chủ vị trí xác suất cũng không tính quá lớn. Nhưng lại như thế nào lớn, cũng chung quy là có chút hứa cơ hội. Nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao đến, hơn nữa còn vào ở Thiên Thánh Cung. Đây không thể nghi ngờ là triệt để phá hỏng hắn tranh đoạt thiếu chủ chi lộ. Dù sao vào ở Thiên Thánh Cung ý vị như thế nào,
hắn lại quá là rõ ràng. Vân Mặc Hiên mặt không biểu tình, ánh mắt u, mà lúc này, tại hắn bên người, có một vị dung mạo kiều diễm, dung mạo có chút xuất chúng nữ tử. Vị nữ tử này giọng mang bất bình nói, công tử, cái kia quân Tiêu Dao mới đến vân tộc mà thôi. Coi như tu vi bất phàm, nhưng làm sao có tư cách trực tiếp vào ở Thiên Thánh Cung. Vị nữ tử này, chính là Vân Mặc Hiên sủng ái nhất đạo lữ, tên là Trần Ngọc Như. Vân Mặc Hiên sắc mặt bình lạnh, thản nhiên nói, đây là trong tộc quyết định mà lại vào ở Thiên Thánh Cung, cần muốn lấy được trưởng lão hội thông qua. Rõ ràng, tại quân Tiêu Dao trước khi đến, trưởng lão hội liền đã thương nghị qua, muốn đẩy hắn thượng vị. Trần Ngọc Như nghe vậy, càng là cảm xúc mang theo bất bình chi ý nói. Dựa vào cái gì, công tử ngươi vì vân tộc làm ra nhiều như vậy cống hiến, vô luận thiên tư tu vi, vẫn là thực lực, đều không có vấn đề. Cái kia quân Tiêu Dao mặc dù nghe thanh danh không yếu, nhưng mới đến, đối vân tộc hoàn toàn không có cống hiến, lại có tư cách gì có thể được đến thiếu chủ vị trí. Trần Ngọc Như dường như tại vì Vân Mặc Hiên biểu đạt chuyện bất bình. Nhưng kỳ thật nàng chọc tức không chỉ là cái này. Thử nghĩ một hồi, như Vân Mặc Hiên thật có thể đạt được thiếu chủ vị trí. Cái kia được lợi nhất ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có ai, tự nhiên là người đứng bên cạnh hắn. Mà Trần Ngọc Như là Vân Mặc Hiên sủng ái nhất đạo lữ. Ngày sau như là trở thành đăng phu nhân. Cái kia nàng địa vị, đem nước lên thì thuyền lên, cùng hiện tại không thể so sánh nổi. Chính là bá tộc thiếu chủ phu nhân. Đi ra bên ngoài, ai bất lễ kính ba phần, Trần Ngọc Như có lòng hư vinh. Vân Mặc Hiên tấn thăng thiếu chủ chi lộ bị phá hỏng, nàng bá tộc thiếu chủ phu nhân mộng đẹp tự nhiên cũng là muốn tan vỡ. Chương 3521, Vân Mặc Hiên thái độ, đưa lên hậu lễ, vân tộc người đều như thế thức thời sao? Vân tộc chủ mạch, chia làm thiên địa huyền hoàng. Mà Vân Mặc Hiên, chính là huyền mạch bên trong nhân vật kiệt xuất, sau lưng tự nhiên cũng có huyền mạch duy trì. Trần Ngọc Như như thế châm ngòi, liền là sợ Vân Mặc Hiên không đi tranh giành. Cái kia nàng bá tộc thiếu chủ phu nhân mộng đẹp, chẳng phải là triệt để phá toái rồi. Nghe được lời này, Vân Mặc Hiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Trần Ngọc Như sững sờ, nghi ngờ nói, công tử, ngươi cười cái gì? Vân Mặc Hiên khẽ lắc đầu nói, lúc trước, liền có ta huyền mạch trưởng lão, tìm được ta, chỉ nói cho ta bốn chữ. Thượng thiện nhược thủy. Công tử, cái này. Trần Ngọc Như y nguyên nghi hoặc. Vân Mặc Hiên sắc mặt mang theo một luồng phức tạp chi ý nói, bậc cao nhất của cái thiện giống như nước, nước làm lợi cho muôn vật mà không tranh giành. Không tranh, cái này là huyền mạch trưởng lão cảnh cáo Vân Mặc Hiên. Trần Ngọc Như sắc mặt cũng là ngưng kết, liền Vân Mặc Hiên sau lưng huyền mạch đều không ủng hộ hắn, mà là đồng ý nhường quân Tiêu Dao thượng vị sao? Đây là khái niệm gì? Quân Tiêu Dao yêu nghiệt cùng với mạnh mẽ, vậy mà có thể làm cho vân tộc tứ đại chủ mạch cùng nhau coi trọng, này tại dĩ vãng đều là cực độ hiếm thấy sự tình. Bất luận là như thiên mạch Vân Họa Tâm, hoặc là huyền mạch Vân Mặc Hiên, tuy nói vân tộc chú trọng toàn cục làm trọng, nhưng các mạch đối với chính mình xuất thân yêu nghiệt, tóm lại là có chiếu cố cùng với thiên vị. Dù sao, ai không muốn để cho mình này nhất mạch người, trở thành vân tộc thiếu chủ, đây đối với mạch nhà mình mà nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao đến, đúng là làm cho vân tộc tứ mạch, đều không có chút nào lý do ủng hộ hắn. Thậm chí nhường chính mình tộc mạch yêu nghiệt, đừng đi tranh. Cuối cùng là yêu nghiệt tới trình độ nào quái vật, mới có thể đánh động vân tộc bực này bá tộc, ủng hộ vô điều kiện vun trồng. Dù cho Trần Ngọc Như, cũng là kinh hãi không thôi. Nàng trước đó cũng chỉ là nghe nói qua một chút quân Tiêu Dao nghe đồn mà thôi, cũng không thế nào hiểu rõ. Cho nên, ngươi rõ chưa? Đừng nói trước sau lưng tộc mạch sẽ không ủng hộ ta, coi như ủng hộ ta lại như thế nào. Vân Mặc Hiên trước đó mặc dù cũng chưa từng thấy qua quân Tiêu Dao, nhưng sự tích của hắn cùng với chiến tích, Vân Mặc Hiên biết được. Hắn có lẽ có tư cách, cùng quân Tiêu Dao giao thủ một trận chiến. Nhưng cũng chỉ là có tư cách giao thủ một trận chiến mà thôi. Đừng nói đánh bại, chính là chống lại cũng khó nói. Thấy dĩ vãng hăng hái, mặt đối với bất kỳ người nào đều không sợ hãi chút nào. Hiện tại đối với quân Tiêu Dao lại có chút kiêng kỵ Vân Mặc Hiên. Trần Ngọc Như cũng là không nghĩ tới, cái kia quân Tiêu Dao vậy mà có thể mang đến như vậy áp lực. Nhưng Trần Ngọc Như quả thực có chút không cam tâm. Nàng mắt sáng lên, bỗng nhiên nói. Công tử, kỳ thật có lẽ sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ, ồ. Vân Mặc Hiên nhìn thoáng qua Trần Ngọc Như. Trần Ngọc Như lui những người hầu kia, sau đó đối Vân Mặc Hiên nói. Công tử, cái kia quân Tiêu Dao sự tình, ta cũng nghe nói một chút. Hắn tác phong làm việc bá đạo, trêu chọc không ít thế lực, trong đó không thiếu bá tộc. Muốn cho hắn xui xẻo người, có thể cũng không ít. Nếu là đến lúc đó, có thể vận hành một phiên, không nói nhường cái kia quân Tiêu Dao ngã xuống. Chỉ cần có thể khiến cho hắn bị thương, hoặc là tước đoạt hắn một chút thiên phú. Có lẽ vân tộc, liền sẽ không như thế coi trọng hắn, công tử tự nhiên cũng là có cơ hội thượng vị.
Trần Ngọc Như một bộ vì Vân Mặc Hiên cẩn thận suy tính bộ dáng. Nhưng mà, Trần Ngọc Như nói xong, lại là đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy Vân Mặc Hiên cái kia mặt không thay đổi thần thái. Công tử, Trần Ngọc Như vừa muốn nói gì? Vân Mặc Hiên chính là không chứa mảy may tình cảm nói, ngươi về sau về nhà ngoại một chuyến đi. Công tử, ngươi nói cái gì? Trần Ngọc Như giật mình. Ta nhường ngươi trở về, không có bản công tử cho phép, sau này không cho phép đặt chân Vân tộc một bước. Ông, Trần Ngọc Như trong đầu như có lôi đình nổ vang, vẻ mặt lập tức trắng bệch dâng lên, trên mặt hỗn loạn trí, dắt Vân Mặc Hiên ống tay áo nói. Công tử, vì cái gì, nô gia không có làm cái gì chọc ngài sinh khí sự tình. Vân Mặc Hiên lạnh lùng, một tay hất ra Trần Ngọc Như nói, thiếu chủ vị trí lại như thế nào cạnh tranh, đó cũng là ta Vân tộc nội bộ sự tình. Mượn nhờ ngoại lực, hãm hại đồng tộc, ngươi đây là tại nhục nhã ta, còn là muốn cho ta phạm tộc quy. Vân Mặc Hiên lạnh lùng đến cực điểm ngữ điệu, nhưng Trần Ngọc Như tim gan run lên, hiểu rõ chính mình triệt để làm sai. Dẫm lên lôi khu. Công tử, nô gia này cũng là vì ngài tiền đồ muốn. Trần Ngọc Như mong muốn tiến lên ôm lấy Vân Mặc Hiên đùi. Vân Mặc Hiên ống tay áo chấn động, đem hắn đánh bay. Là vì tiền đồ của ta, vẫn là vì chính ngươi tiền đồ. Ngươi nghĩ dựa vào ta thượng vị, này không có cái gì, chính là nhân chi thường tình. Nhưng sai liền sai tại, ngươi không giáo này ta làm việc, lại càng không nên dạy ta làm chuyện sai. Xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, ngươi rời đi đi. Vân Mặc Hiên sắc mặt lạnh lùng. Đối với Vân Mặc Hiên mà nói, cái gọi là đạo lữ, ở gia tộc, sự nghiệp trước mặt, không đáng để ý. Trần Ngọc Như nếu có thể nghĩ như vậy châm ngòi, tương lai coi như có thể trở thành hắn chính thê phu nhân, đó cũng là tai họa vô tận. Nàng như nắm giữ Vân tộc một chút quyền lực, không chừng đến náo ra phiền toái lớn, kéo hắn xuống nước. Linh không rõ sự tình bà nương, không được. Không, công tử, nô gia. Trần Ngọc Như khóc sướt mướt, nhưng vẫn là bị người kéo ra ngoài. Lần này đừng nói bá tộc thiếu chủ phu nhân mộng đẹp. Nàng bản thân hưởng thụ tài nguyên, địa vị, đều là Vân Mặc Hiên cho. Hắn có khả năng cho nàng, cũng có thể trong nháy mắt để cho nàng mất đi. Vân Mặc Hiên chìm lông mày, suy nghĩ một chút, vung tay áo nói. Người tới, chuẩn bị một phần hậu lễ, đưa cho quân công tử. Thiên Thánh Cung. Quân Tiêu Dao đám người, cũng là tạm thời đặt chân ở chỗ này. Toàn bộ Thiên Thánh Cung phạm vi có phần rộng, nội bộ còn có không gian pháp trận, có động thiên khác. Nhường Quân Tiêu Dao một người ở, có chút phung phí của trời. Vân Khê tự nhiên không cần nhiều lời, muốn cùng Quân Tiêu Dao ngụ cùng chỗ. Nàng có thể là một đầu dính người mèo con. Mà lại Thiên Thánh Cung dưới lục tinh bảo địa suối nguồn, cũng có trợ giúp Vân Khê tu hành. Còn có Khương Vận Nhiên, Mộ Thường Hy, Cơ Thanh Y, Tang Du chúng nữ, cũng có tư cách ở đây. Đến mức Dương Húc đám người, có thể ở tại Thiên Thánh Cung chung quanh cung điện bên trong đồng dạng là đất lành để tu hành. Vân Họa Tâm cũng không hề rời đi, mà là hướng Quân Tiêu Dao giới thiệu đủ loại liên quan tới Vân tộc công việc. Đúng lúc này, có Vân tộc người đến đây, chắp tay bẩm báo nói. Ta nhà Vân Mặc Hiên công tử, biết được quân công tử về tộc, cố ý dâng lên lễ mọn một phần, hy vọng công tử vui vẻ nhận. Vị này Vân tộc người nói lấy, đưa lên một viên không gian giới. Quân Tiêu Dao không có động tác, một bên Dương Húc đón lấy. Thay ta đa tạ nhà các ngươi công tử. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Vị kia tôi tớ chắp tay rời đi. Một bên, Vân Họa Tâm hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng có thể là biết, cái kia Vân Mặc Hiên, chính là huyền mạch yêu nghiệt, giống như nàng đều tại tổ giới tu hành. Lại đối với thiếu chủ vị trí, một mực ôm lấy dã tâm. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại chủ động đối Quân Tiêu Dao phóng xuất ra thiện ý. Cũng chỉ có thể nói, Quân Tiêu Dao uy danh, khiến cái này Vân tộc yêu nghiệt, đều là bái phục. Như đổi lại một người khác tới đây, Vân Mặc Hiên sao lại chịu phục. Mà tại đây về sau, cũng là có các mạch thiên kiêu yêu nghiệt, đều phái người đến đây, đưa lên to to nhỏ nhỏ hạ lễ. Cái này khiến Quân Tiêu Dao đều là âm thầm lắc đầu. Căn cứ xáo lộ, không nên là có người ra tới nghi vấn khiêu chiến hắn sao. Quân Tiêu Dao còn muốn lấy, thuận tiện lập cái uy, tại Vân tộc dựng đứng uy vọng. Mây tộc nhân đều như thế thức thời à, vậy hắn còn thế nào lập uy? Chương 3522, mặt gặp trưởng lão sẽ chư trưởng lão, ứng kiếp người, các mạch tranh đoạt. Hắn vốn là không thích phiền toái. Tại đây về sau trong vòng vài ngày, Quân Tiêu Dao đám người, cũng là tại Thiên Thánh Cung đặt chân. Tại tu chỉnh vài ngày sau, Quân Tiêu Dao cùng Vân Khê cũng là tại Vân Họa Tâm dẫn dắt dưới, đi đến trưởng lão hội chỗ trên mặt đất. Bình thường mà nói, Vân tộc những cái kia ngủ say cổ tổ, hoặc là bối phận cực cao đại nhân vật bình thường không tham dự gia tộc quản lý. Chỉ có tại tối vì chuyện trọng đại bên trên, mới có thể ra mặt. Hết thảy công việc, đều dùng trưởng lão hội cùng tộc trưởng đám người thương nghị giải quyết. Mà lại trưởng lão hội, chính là Vân tộc các đưa tình đầu chỗ liên hợp hình thành cơ cấu. Thậm chí có thể đối tộc trưởng ý kiến đưa ra dị nghị. Có thể gặp trưởng lão sẽ quyền lực to lớn.
Vân tộc bên trong, rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đều trong lòng biết. Bọn hắn có lẽ khó mà cạnh tranh thiếu chủ vị trí, trở thành ngày sau vân tộc tộc trưởng. Nhưng ít ra, có thể gia nhập trưởng lão hội, cũng là một cái lựa chọn tốt, tương lai y nguyên sẽ trưởng khống rất nhiều quyền hành. Tại Thánh Vân giới chỗ sâu, có một tòa nguy nga thần sơn. Có kim hà lượn lờ, tường vân hội tụ, tử khí tràn ngập, tiên vụ lưu chuyển, lộ ra sáng chói đến cực điểm, chí thần chí thánh. Mà tại thần sơn đỉnh chóp, có một tòa xưa cũ đại khí bàng bạc kiến trúc, lưu chuyển lên thần hy, tràn ngập uy áp khí tức. Lệnh đi vào nơi này người, không tự chủ được nín thở liễm thần, có một loại kính sợ. Này điện chính là Thánh Vân giới vân tộc trưởng lão hội chỗ trên mặt đất. Trưởng lão hội chỗ trên mặt đất tự nhiên không chỉ có chỗ này. Thánh Vân giới cũng chỉ là vân tộc hạch tâm giới vực một trong, cũng không phải là toàn bộ. Bởi vì là gặp mặt vân tộc chư trưởng lão, cho nên chỉ có Quân Tiêu Giao cùng Vân Khê đến đây. Tại Vân Họa Tâm bẩm báo về sau, bọn hắn tiến nhập trong điện. Toàn bộ trong điện, đại khí bàng bạc, vàng son lộng lẫy, có không gian ba động lưu chuyển. Quân Tiêu Giao bước vào một cái chớp mắt, đúng là cảm giác thiên địa đảo ngược, phảng phất đi tới một mảnh không minh vũ trụ. Mà tại đây mảnh không minh trong vũ trụ, lần lượt từng bóng người xếp bằng ở hư không bên trong. Mỗi một đạo thân ảnh, mặc dù không có tận lực hiển lộ ra cái gì khí tức, thế nhưng loại kia thâm bất khả trắc, hạo như biển sâu vực lớn nội liễm khí thế, cũng là khủng bố vô biên. Quân Tiêu Giao hơi hơi khiêu mi, tại cổ điện này bên trong mỗi một đạo thân ảnh, hắn khí tức cảnh giới, vậy mà không có thấp hơn đế cảnh ngũ trọng thiên. Nói cách khác, trong đó mỗi một vị, ít nhất đều có thể so với trước đó thánh linh tộc cường giả Thạch Nhân Vương. Bá tộc cường giả nội tình, có thể nghĩ. Mà liền tại Quân Tiêu Giao, Vân Khê tiến vào cổ điện sau. Ở đây trưởng lão hội, các mạch trưởng lão tầm mắt cũng là đồng loạt rơi vào huynh muội trên thân hai người. Nếu là đổi lại mặt khác thiên kiêu yêu nghiệt, tuyệt đối sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực. Nhưng Quân Tiêu Giao cùng Vân Khê đều là khuôn mặt bình thản, chỉ hơi hơi chắp tay hành lễ. Vãn bối gặp qua chư vị trưởng lão tiền bối. Vân tộc các mạch trưởng lão đều là đánh giá hai huynh muội này. Một ít trưởng lão trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Mặc dù bọn hắn trước đó đã từng nghe nói Quân Tiêu Giao đủ loại yêu nghiệt sự tích, nhưng giờ phút này chân chính bắt đầu đánh giá, vẫn như cũ là thấy kinh ngạc. Quân Tiêu Giao thâm tàng bất lộ, đúng là làm bọn hắn đều có chút nhìn không thấu. Này đủ để chứng minh, Quân Tiêu Giao chân chính nội tình thủ đoạn, còn xa hơn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Trước đó hắn đủ loại sự tích triển lộ ra, bất quá chẳng qua là hắn thực lực một góc của băng sơn mà thôi. Khiến bọn họ rất ngạc nhiên, không chỉ có là Quân Tiêu Giao, còn có Vân Khê. Đừng nhìn Vân Khê tên tuổi, không có Quân Tiêu Giao lớn như vậy. Nhưng ở Huyền Ương giới, Vân Khê dùng chuẩn đế tu vi, đánh bại thiếu niên đế cấp Xích Phượng Nữ, càng là có thể cùng vài vị đế cảnh quần nhau. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Vân Khê yêu nghiệt chỗ. Lúc này, vị ở Trung Ương chỗ một vị huyền bào lão giả mở miệng. Thân hình hắn mơ hồ, ánh mắt sinh diệt ở giữa, có thể sợ cảnh tượng diễn hóa, ngay hủy tinh chìm, để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy một loại run rẩy. Khí tức quanh người mặc dù không hiện ra, lại phảng phất có thể che đậy càn khôn nhật nguyệt. Vị lão giả này chính là Thiên Mạch đại trưởng lão, cũng là trong trưởng lão hội tay cầm quyền hành đại nhân vật, tên là Vân Thương Hải. Quân Tiêu Giao có thể hay không đưa ngươi tại giới Hải Vân tộc một chút tình huống cáo chi, cũng làm cho chúng ta có hiểu biết. Dĩ nhiên. Quân Tiêu Giao khẽ gật đầu. Hắn thần niệm lưu chuyển, rất nhiều tin tức cũng là truyền đưa cho ở đây chư vị trưởng lão. Khi biết giới Hải Vân tộc chư nhiều tình huống sau, ở đây tất cả trưởng lão nhìn về phía Quân Tiêu Giao tầm mắt càng là mang theo trước nay chưa có kinh ngạc tán thán. Kẻ này vậy mà chung kết yên thế hắc họa, chính là Vân Thương Hải, vẻ mặt đều là hơi đổi. Trước đó tại gặp mặt cổ tổ lúc, hắn liền theo cổ tổ nơi đó nghe nói tương lai Thương Mang Tinh không tương nghênh tới trước nay chưa có kiếp số, như vậy kiếp số đủ để khiến hết thảy đều hủy diệt, táng đi toàn bộ tinh không, coi như là đứng sừng sững vạn thế bất hủ vân tộc cũng không nhất định nói có thể có tự tin 100% bình yên vượt qua. Thế nhưng ở đây đợi đại kiếp bên trong cũng là có ứng kiếp người. Nếu là thiên mệnh thật tại Quân Tiêu Giao trên thân, vậy chỉ cần vượt qua như thế đại kiếp, vân tộc sẽ chân chân chính chính đứng sừng sững trọn đời bất hủ, thiên khó táng, khó diệt. Hiện tại khi biết giới Hải sự tình, biết Quân Tiêu Giao tự tay chung kết yên thế hắc họa sau, Vân Thương Hải chờ trưởng lão không thể nghi ngờ là vững tin. Quân Tiêu Giao hoàn toàn chính xác có cái này tiềm lực, chớ nói chi là hắn còn nhường vân tộc tộc vận tăng vọt gấp trăm lần. Đối với bực này nhân vật, vân tộc nếu không thể khiến cho quy tâm, vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn. Vân tộc tự nhiên cũng không ngốc, trước đó liền đối Quân Tiêu Giao có chút ưu đãi, mà bây giờ tự nhiên là càng thêm coi trọng. Vân Thương Hải nói, Quân Tiêu Giao, mặc dù ngươi họ Quân,
nhưng trên người ngươi cũng chảy xuôi theo Ta Vân tộc dòng chính huyết thống. Ta Vân tộc đối ngươi tự nhiên cũng sẽ không giữ lại chút nào. Vân tộc thiếu chủ vị trí ban đầu nên trực tiếp cho ngươi, bất quá dù sao Vân tộc còn có một số yêu nghiệt tại tiên thổ hoặc là địa phương khác, ngày sau chờ thích hợp thời gian lại thêm phong cũng xem như thuận lý thành trương. Bất quá bây giờ ngươi vẫn như cũ là Ta Vân tộc chuẩn thiếu chủ, đãi ngộ cùng thiếu chủ đồng dạng. Quân Tiêu Dao mặc dù trọng yếu, nhưng dù sao mới đến, như trực tiếp liền không hàng thiếu chủ vị trí, cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút chỉ trích. Mà lại quá mức xuất sắc, chưa chắc là chuyện tốt, có thể sẽ chịu đến bên ngoài nhằm vào. Chờ Quân Tiêu Dao tại Vân tộc chờ đợi một quãng thời gian, danh chính ngôn thuận về sau lại thêm phong, tự nhiên là thích hợp nhất. Quân Tiêu Dao đối với cái này cũng là không quan trọng, hắn cũng không vội. Ngược lại đãi ngộ cùng thiếu chủ đồng dạng, cơ bản cũng là Vân tộc đệ nhất công tử. Đa tạ chư vị tiền bối hậu ái, quân mỗ nhận lấy thì ngại. Quân Tiêu Dao hơi hơi chắp tay, cũng là nói một phiên lời nói khiêm tốn. Nhìn xem này không quan tâm hơn thua, khí định thần nhàn Quân Tiêu Dao. Ở đây chư vị trưởng lão, trong mắt càng là lộ ra vẻ hài lòng. Như thế lòng dạ khí độ, mới có thân là bá tộc thiếu chủ phong phạm. Đúng rồi, Quân Tiêu Dao, ngươi mặc dù đã là quần anh điện thiên cấp danh sách, nhưng cũng có thể lưu tại Ta Vân tộc thiên mạch tu hành. Vân Thương Hải khẽ mỉm cười nói. Lúc này, một vị khác lão giả bỗng nhiên nói, Vân Thương Hải, ngươi này thật có chút không chân chính, Quân Tiêu Dao xuất thân giới Hải Vân tộc tuy là thiên mạch, nhưng cũng không cực hạn với thiên mạch, ta trong địa mạch đồng dạng có không ít độc môn thần thông, tuyệt học có khả năng truyền thụ. Ta cảm thấy, ta huyền mạch đồng dạng có năng lực như thế. Trong lúc nhất thời, trong trưởng lão hội, những nguyên đó bản đều là các đại chủ mạch bên trong, địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng đại nhân vật. Lại là bởi vì tranh đoạt Quân Tiêu Dao thuộc về, mà thần thương khẩu chiến dâng lên. Chương 3523, đưa tặng cổ giới, yến hội mở ra. Trong cơ thể đồng dạng chảy xuôi vân tộc huyết mạch, vãn bối bất luận gia nhập thế nào nhất mạch, kỳ thật cuối cùng, cũng là vì toàn bộ vân tộc. Quân Tiêu Dao một phen, nhường ở đây an tĩnh lại. Cái gì gọi là cách cục, cái này là cách cục. Quân Tiêu Dao tiếp theo nói, gia tộc đối vãn bối như thế chiếu cố, vãn bối mới đến, cũng không có cái gì có thể vì gia tộc làm cống hiến. Nguyện ý đưa tặng cho gia tộc ngũ phương cổ giới, tính đáp lại tạ. Quân Tiêu Dao làm cho cả trong điện lại lần nữa an tĩnh lại. Đưa tặng ngũ phương cổ giới, cho dù là Vân Thương Hải, biểu lộ cũng là có chút dừng lại. Cũng không phải nói, ngũ phương cổ giới đối vân tộc tới nói, đến cỡ nào cực kỳ trọng yếu. Vân tộc thân là bá tộc, dưới trướng thống trị giới vực tự nhiên không ít. Nhưng phải biết, đưa ra ngũ phương cổ giới, chẳng qua là một cái hậu sinh vãn bối. Vừa ra tay liền là ngũ phương giới vực. Thủ bút này, cũng là không có người nào. Mà này chút giới vực, tự nhiên là Quân Tiêu Dao trước đó theo thường mang linh giới ăn cướp, không, là bồi thường tới. Đổi lại đồng dạng bất hủ thế lực, một thoáng đạt được ngũ phương cổ giới, tuyệt đối mừng rỡ như điên. Coi như dùng vân tộc nội tình tới nói, không nói trọng yếu cỡ nào, cũng tuyệt đối coi là một phần hậu lễ. Tốt, ngươi có lòng, phần nhân tình này, gia tộc nhận rơi xuống. Vân Thương Hải cũng là cười một tiếng. Bọn hắn trước đó, kỳ thật cố kỵ nhất chính là, Quân Tiêu Dao đối vân tộc, không có lòng trung thành. Dù sao sau lưng của hắn còn có Quân gia cùng Khương gia. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn là hoàn toàn không cần lo lắng. Quân Tiêu Dao là cái hiểu đạo lý, biết đại thể người. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm thả rộng lòng. Tốt, Quân Tiêu Dao, về sau gia tộc sẽ vì ngươi mở ra thủy tổ tế đàn, ngươi cùng Vân Khê đều có thể tiến đến. Không chỉ có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, nếu là có thể đạt được thủy tổ ý chí tán thành, ngày sau ngươi trở thành vân tộc thiếu chủ, cũng là danh chính ngôn thuận, không có bất kỳ người nào có tư cách xen vào. Thủy tổ tế đàn, coi như tại vân tộc bên trong, cũng không phải bình thường người có thể tiến vào, duy có trọng yếu nhất yêu nghiệt dòng chính, mới có tư cách tiến vào. Mà lại là thường cách một đoạn thời gian mở ra một lần, tất cả mọi người thống vừa tiến vào. Như vậy, chuyên môn vì Quân Tiêu Dao Vân Khê hai người mở ra, vẫn là lần đầu, xem như trường hợp đặc biệt. Đa tạ tiền bối. Quân Tiêu Dao nói. Tốt, về sau gia tộc đem sẽ vì các ngươi tổ chức yến hội, sau đó còn có tộc bỉ đại hội, cũng tốt để cho ta vân tộc các mạch quen biết một chút ngươi. Vân Thương Hải cười ha hả nói. Về sau lại là một phiên chào hỏi, Quân Tiêu Dao cùng Vân Khê cáo lui. Chờ bọn hắn sau khi rời đi. Ở đây các đại tộc mạch trưởng lão nhìn nhau. Kẻ này giấu cũng là rất sâu. Bọn hắn đều không có tận lực dò xét Quân Tiêu Dao nội tình, nhưng cũng có thể cảm giác được. Quân Tiêu Dao ẩn giấu đi rất nhiều. Liền giới hải hắc họa đều chung kết tại hắn trong tay, năng lực có thể nghĩ. Có thể được kẻ này, lo gì ta vân tộc không thể thịnh vượng. Chẳng qua là, vẫn là phải chú ý một chút, dù sao trước đó hắn trêu chọc còn lại mấy tộc. Hừ, như những thế lực kia thật không biết tốt xấu, đừng nói chờ Quân gia,
ta Vân tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vân Thương Hải hừ lạnh một tiếng. Quân Tiêu Dao bây giờ tại Vân tộc địa vị có thể nghĩ, tuyệt không cho sơ thất. Rời đi cung điện sau, Quân Tiêu Dao cùng Vân Khê cũng là về tới Thiên Thánh Cung. Không có mấy ngày nữa, một trận yến hội long trọng mở ra. Đây là thuộc về Quân Tiêu Dao cùng Vân Khê về tộc yến. Dĩ vãng, cũng không thiếu có một ít lưu lạc tại bên ngoài Vân tộc huyết mạch về tộc. Nhưng đều khó có khả năng như Quân Tiêu Dao như vậy, chuyên môn tổ chức thịnh yến. Mà lại không chỉ có là tại Vân tộc bên trong. Chính là tại Vân tộc thế lực bản đồ phạm vi bên trong rất nhiều thế lực, cũng là dồn dập đến đây chúc mừng. Mà lại đều là có mặt mũi thế lực. Một chút cấp bậc hơi thấp thế lực, căn bản cũng không có tham gia này yến tư cách. Bất Hủ Hoàng Hướng Hoàng Chủ, Siêu Nhiên Thánh Địa Thánh Chủ, Cổ Lão Gia Tộc Gia Chủ. Từng cái phóng nhãn bên ngoài, địa vị đều là cực cao, một lời nhưng quyết định nhất giới hưng vinh. Mà bây giờ, nhưng đều là hấp tấp chạy đến Thánh Vân giới tham gia yến hội. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể thấy Quân Tiêu Dao một mặt, nếu là có thể kết bạn một phiên thì tốt hơn. Dù sao những đại nhân vật này, tin tức linh thông. Đã sớm biết, Quân Tiêu Dao tiến vào Thánh Vân giới về sau, vào ở Thiên Thánh Cung. Thiên Thánh Cung là cái gì? Đây chính là Vân tộc thiếu chủ Tẩm Cung. Chúa tể một phương thiếu chủ, địa vị có thể nghĩ, tương lai liền là bá tộc chi chủ. Cái kia thân phận địa vị có thể nói là thương mang tinh không tầng cao nhất. Vân tộc hiện tại mặc dù không có quan tuyên Quân Tiêu Dao là Vân tộc thiếu chủ. Nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu không có ngoài ý muốn. Dùng Quân Tiêu Dao yêu nghiệt, trở thành Vân tộc thiếu chủ, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí hiện tại, đều đã là chuẩn thiếu chủ. Cho nên những người này, tự nhiên sẽ đến đây vuốt mông ngựa. Thậm chí, mang theo chính mình Hoàng Triều Công Chúa, Thánh Địa Thánh Nữ, Cổ Thế Gia Kiều Nữ đến đây. Nếu là có thể bị Quân Tiêu Dao nhìn chúng, không nói cái gì đạo lữ thị thiếp. Dù cho liền là một cái tùy thân nha hoàn, cái kia thế lực sau lưng, đều có thể gà chó lên trời. Bất quá lui qua tới thế lực khắp nơi thất vọng là, bọn hắn thậm chí đều chen không tiến vào hạch tâm vòng tròn bên trong, khó mà nhìn thấy Quân Tiêu Dao mặt. Tại trên yến tiệc, Quân Tiêu Dao chung quanh, sớm đã vây đầy Vân tộc các mạch dòng chính nhân vật. Bọn hắn muốn làm quen Quân Tiêu Dao cũng không kịp, làm sao có thể nhường bên ngoài thế lực tận dụng triệt để. Quân Tiêu Dao cũng là khí độ thong dong, từng cái đáp lại. Đương nhiên, những người này mục tiêu, không hoàn toàn là vì Quân Tiêu Dao. Cũng có người làm Vân Khê tới, mong muốn kết bạn lôi kéo làm quen. Trước không nói Vân Khê cái kia đoan trang tự nhiên xinh đẹp dung nhan. Chỉ là nàng Quân Tiêu Dao muội muội thân phận, cũng đủ để cho tất cả mọi người coi trọng. Chớ nói chi là nàng bản thân tu vi thiên tư cũng cực kỳ yêu nghiệt. Đối mặt Vân tộc mọi người thân thiện chào hỏi. Vân Khê biểu hiện được cũng hết sức thoải mái hào phóng. Không có loại kia thành thành lãnh lãnh, nhưng cũng không quá đáng tiếp cận, thủy chung cẩn thận, khuôn mặt mang theo lễ phép mỉm cười, đợi tại Quân Tiêu Dao bên người. Lúc này, một vị Vân tộc lục diệu một trong mỉm cười đối Quân Tiêu Dao trêu ghẹo nói. Quân công tử, như mây suối cô nương bực này tuyệt thế tiên tử, sợ là đi cái kia nghe thường tộc phong hoa yến, đều đủ để diễm áp quần phương. Không biết tại hạ có hay không cơ hội này tranh thủ một ít. Theo lý thuyết, thân là Vân tộc lục diệu một trong, thân phận địa vị đều không tầm thường. Chỉ cần một câu, không biết có nhiều ít thần nữ thánh nữ mong muốn gấp lại. Nhưng mà, hắn muốn theo đuổi Vân Khê, còn không có chút nào nắm bắt, cảm thấy không nhất định có tư cách. Vân Khê không có mở miệng, chẳng qua là nắm cái kia phẳng phất biết nói chuyện đôi mắt sáng, lặng lẽ nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hơi ngừng lại, sau đó cười nhạt một tiếng nói. Nếu nói truy cầu ta nhà Khê Nhi tư cách, kỳ thật cũng rất đơn giản. Bất luận như thế nào, cũng không thể tu vi so ta cái này làm ca ca còn muốn yếu đi, vậy liền không nói được. Nghe đến lời này, vị kia Vân tộc lục diệu một trong, lập tức khổ cái mặt. Tại cùng thế hệ bên trong mạnh hơn Quân Tiêu Dao, cái kia phải là quái vật gì mới được. Sợ là phóng nhãn trong cổ sử cũng không tìm tới một cái A, có lẽ ngày sau cũng rất khó có loại tồn tại này. Cái kia Vân Khê chẳng phải là đến độc thân cả một đời. Nghe đến nơi này, chung quanh những cái kia trong lòng, còn đối Vân Khê ôm lấy ái mộ tâm tư Vân tộc kiêu tử, cũng là dồn dập lắc đầu. Bọn hắn là đừng đùa. Đoán chừng phóng nhãn thương mang cũng tìm không thấy một cái người cùng thế hệ. Nhưng mà Vân Khê nghe vậy, thanh lệ vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là lộ ra một vệt tươi đẹp vô song ý cười. Ca ca cũng không có quên cùng nàng ước định. Trừ phi là cùng thế hệ bên trong mạnh hơn Quân Tiêu Dao tồn tại, không phải liền một điểm khả năng đều không có. Thế nhưng, cho dù là cái này ước định, cũng chỉ là Vân Khê mượn cớ cùng lý do mà thôi. Dù sao nàng chỉ muốn đợi tại Quân Tiêu Dao bên người. Chương 3524, tộc bỉ mở ra, các phương tộc mạch hội tụ. Trên mặt không lộ vẻ gì, đáy mắt lại là mang theo một vệt trình nhưng. Trong mắt hắn, lộ ra thanh lãnh thoát tục, như tiên trong họa vân họa tâm. Hiện tại đợi tại Quân Tiêu Dao bên người, không nói giống như là thị nữ đồng dạng.
nhưng này thái độ cũng tựa như là tiên tử rơi vào phàm trần bên trong. Cái này khiến La Minh đáy lòng giống như là ứ chặn lấy cái gì đồng dạng. Nghĩ đến lúc trước hắn tại hạ giới lúc, vân họa tâm thật như cửu thiên tiên tử đồng dạng buông xuống. Nhìn chúng hắn tu hành thiên phú, bởi vậy mới dẫn hắn hồi trở lại vân tộc. Đối với dạng này một vị mỹ lệ vô song, lại cải biến hắn nhân sinh tuyệt đại giai nhân, La Minh tự nhiên lòng sinh ái mộ. Mà bây giờ, thấy dẫn dắt chính mình mỹ nhân, ân cần như vậy đối đãi một cái nam nhân khác, La Minh cảm giác lòng tham đau nhất. Hắn tay áo hạ thủ chậm rãi nắm chặt, La Minh giống như là nghĩ đến cái gì, đáy mắt lóe lên một vệt dứt khoát. Tộc bỉ đại hội, trận này yến hội, chính là tại đây huyên náo náo nhiệt bên trong kết thúc. Kỳ thật trước đó, rất nhiều người đều cho rằng, quân Tiêu Dao lại ở vân tộc bên trong khai phủ, bồi dưỡng nhân mã. Lần này yến hội, không thể nghi ngờ liền là thu thủ hạ thời cơ tốt nhất. Bởi vì còn lại những cái kia vân tộc yêu nghiệt, đều là như thế, dưới trướng đều có không ít thế kẻ lực mạnh hiệu chung, coi như là không có dã tâm gì, như vân họa tâm. Sau lưng cũng là có số lớn tùy tùng. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không có có ý nghĩ này. Hắn hiện tại, đã thành lập Tiêu Dao Minh, ngày sau càng là muốn thành lập quân đế đình, cho nên cũng không có tất yếu tại vân tộc bên trong bồi dưỡng dưới trướng thế lực. Tại yến hội qua đi, quân Tiêu Dao cũng là có ngắn ngủi thanh tĩnh. Trở lại Thiên Thánh Cung về sau, quân Tiêu Dao cũng là nếm thử tu luyện một lần. Không thể không nói, Thiên Thánh Cung tu luyện hoàn cảnh, cực kỳ hậu đãi. Chờ đến thủy tổ tế đàn về sau, vân tộc cho hắn tài nguyên, sẽ chỉ càng nhiều. Bất quá quân Tiêu Dao còn muốn chủ tính tế luyện Long Đế Thân, cho nên tư nguyên nhiều hơn nữa đối với hắn mà nói, cũng không tính là nhiều. Thời gian trôi qua, chưa từng có quá lâu. Vân tộc chính là muốn mở ra tộc bỉ đại hội. Tại chư bá tộc, chính là thế lực khắp nơi bên trong, đều có tộc bỉ loại hình đại hội. Mỗi khi tộc bỉ mở ra lúc, vân tộc các mạch thiên kiêu yêu nghiệt, ngoại trừ những cái kia ở bên ngoài tu hành, bế quan, phong tồn bên ngoài, cơ hồ tất cả đều sẽ tới tràng. Đến lúc đó rõ ràng lại là cực kỳ náo nhiệt. Đương nhiên, quân Tiêu Dao rõ ràng sẽ không tham dự tộc bỉ, hắn đến lúc đó sẽ chỉ đi quan sát. Tối đa cũng liền là chỉ bảo một phiên vân tộc thế hệ trẻ tuổi, qua sau một thời gian ngắn. Vân tộc tộc bỉ cũng là chính thức mở ra, địa điểm ngay tại Thánh Vân Giới. Tại Thánh Vân Giới bên trong, náo động náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều lâu thuyền, theo các phương giới vực lái tới. Bởi vì là vân tộc nội bộ tộc bỉ, cho nên tự nhiên chỉ có các mạch vân tộc đến. Bất quá cũng có một chút thế lực, được mời đến đây xem lễ. Mặc dù chỉ là gia tộc tộc bỉ, nhưng vân tộc dù sao cũng là một phương bá tộc, cho nên bực này tộc bỉ, hắn phồn thịnh trình độ, so với Thương Mang Tinh không năm thịnh sự lớn cũng không kém bao nhiêu. Vân tộc một chút cổ tổ cấp nhân vật mặc dù không có hiện thân, thế nhưng một đám trưởng lão sẽ trưởng lão lại là xuất hiện. Mỗi một vị trưởng lão thả tại bên ngoài, vậy cũng là có hiển hách uy danh, đã từng điều tại Thương Mang Tinh không tạo thành qua không nhỏ náo động. Bao quát trước đó quân Tiêu Dao nhìn thấy vân tộc thiên mạch đại trưởng lão, Vân Thương Hải cũng là hiện thân. Những trưởng lão này, ngồi tại trôi nổi hư không bảo tọa bên trên, từng cái thân hình mơ hồ, khí tức bốc lên, cho người ta một loại kính sợ cảm giác. Lần này tộc bỉ, chính là do thiên mạch đại trưởng lão, Vân Thương Hải chủ trì. Tại tộc bỉ bên trong, biểu hiện ưu dị người, đem sẽ ban cho rất nhiều tài nguyên, công pháp, bảo vật, thần thông, đan dược các loại. Có thật nhiều tộc nhân, đều muốn mượn tộc bỉ một tiếng hót lên làm kinh người. Dù sao tại vân tộc bên trong, ngoại trừ thiên địa huyền hoàng tứ đại chủ mạch bên ngoài, còn có đông đảo chi mạch. Tại đây chút chi mạch bên trong, cũng không thiếu một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm. Dĩ vãng tộc bỉ bên trong, cũng sẽ xuất hiện một chút hắc mã thiên kiêu, cuối cùng rất có thể bị đặt vào chủ mạch, hoặc là nhường sau lưng chi mạch thanh danh đại trấn, địa vị nước lên thì thuyền lên. Theo thời gian chuyển rời, các mạch tộc nhân, cũng là càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, tựa như trăm sông hợp thành biển đồng dạng. Lần này tộc bỉ tham gia nhân số, càng phải hơn xa dĩ vãng. Nếu nói có nguyên nhân gì, tự nhiên còn có một cái, liền là quân Tiêu Dao. Hắn đến, cũng là khơi dậy vân tộc các mạch hứng thú, coi như là một chút không định tham gia tộc bỉ vân tộc người, cũng muốn đến đây hiểu biết một phiên hỗn độn thể phong thái. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng dày nặng hạo đáng tiếng chuông vang. Hư không bên trong, đạo đạo trận văn nổi lên, phác họa xen lẫn, tràn ngập vô cùng hùng hồn gợn sóng. Hư không đều phảng phất cầm giữ. Bực này cấm bay đại trận bình thường đại đế, nhất thời đều khó mà công phá. Tộc bỉ không có cái gọi là lôi đài, chỉ ở một khu vực nội chiến đấu. Một chút đến đây tham gia tộc bỉ vân tộc các mạch thiên kiêu tu sĩ, cũng là mắt lộ ra vẻ kích động. Nếu là có thể tại tộc bỉ bên trong chỗ hết tài năng, một tiếng hót lên làm kinh người, cái kia mang đến chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, lại có náo động tiếng bỗng nhiên vang lên. Bởi vì bọn hắn thấy được, nơi xa một nhóm độ không mà đến người. Chính là quân Tiêu Dao đoàn người.
cầm đầu quân Tiêu Dao, áo trắng nhẹ nhàng, trầm tĩnh như thần. Quanh thân có tiên quang mông lung, sương mù mờ mịt. Phảng phất là một tôn hàng thế áo trắng thần tử, bàng quan. Nhưng cũng không có cái gì cao ngạo vẻ lạnh lùng, tầm mắt nhìn chung quanh mọi người, trên mặt mang theo một vệt vân đạm phong khinh ý cười. Vị này chính là quân công tử sao? Nghe nói hắn xuất thân từ giới Hải Vân tộc, đây chính là thiên mạch chi nhánh, mà lại hắn có vân tộc tính danh, gọi là Vân Tiêu. Theo quân Tiêu Dao hiện thân, bốn phương tám hướng đều là nhấc lên tiếng ồ lên. Một chút nam tử, mắt lộ ra tôn sùng kinh ngạc tán thán chi sắc. Ngoại trừ kinh ngạc tán thán tại quân Tiêu Dao đủ loại nghịch thiên sự tích bên ngoài, bao quát bối cảnh của hắn, cũng làm người thán phục. Quân gia, vân tộc, thiên dụ tiên triều, đến thứ nhất liền có thể hoành hành thương mang. Quân Tiêu Dao thân phận, lại là ba cái hợp nhất, tôn quý tới cực điểm. Liền tâm tư đố kỵ đều thăng không tầm thường, bởi vì chênh lệch quá xa. Đến mức nữ tử, cái kia thì càng khỏi phải nói, từng cái mắt hiện đào tâm, dập dờn đến không được. Cái gọi là vừa gặp Tiêu Dao lầm cả đời. Các nàng thẩm mỹ cùng ánh mắt, bị quân Tiêu Dao vô hạn cất cao. Quân Tiêu Dao đám người, cũng là ngồi xuống tại chỗ khách quý ngồi. Thấy quân Tiêu Dao ngồi xuống, mấy người cũng là lắc đầu nói. Xem ra quân công tử là sẽ không tham gia tộc bỉ. Đây không phải nói nhảm à, quân công tử như tham gia, đây chính là hàng triều đả kích, chẳng phải là trực tiếp chung kết trận này tộc bỉ. Đừng nói quân công tử, coi như tổ giới những yêu nghiệt kia, như Vân Họa Tâm, Vân Mặc Hiên đám người, cũng sẽ không tham gia. Này chút tại tổ giới tu hành thiên kiêu, sớm đã không thiếu cái gì tài nguyên cùng cho hấp thụ ánh sáng độ, tự nhiên cũng sẽ không tham gia tộc bỉ, chẳng qua là quần chúng. Lúc này, quân Tiêu Dao cũng là chú ý tới một ánh mắt. Đó là một vị người mặc màu mực pháp bào, khí vũ hiên ngang nam tử. Chính là Vân Mặc Hiên. Thấy quân Tiêu Dao quăng đi tầm mắt, Vân Mặc Hiên cũng là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Quân Tiêu Dao cũng là gật đầu đáp lễ. Hắn cũng theo Vân Họa Tâm nơi đó nghe được, Vân Mặc Hiên đối với thiếu chủ vị trí, tựa hồ có chỗ ý nghĩ. Nhưng đối với quân Tiêu Dao, hắn lại là chủ động tặng lễ lấy lòng. Đủ để thấy Vân Mặc Hiên mặc dù có dã tâm, nhưng cũng không ngốc. Đồng thời, quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra một đạo khác mịt mờ tầm mắt. Chính là đến từ cung phụng trên bàn tiệc La Minh. Mặc dù La Minh tầm mắt hết sức mịt mờ, nhưng quân Tiêu Dao vẫn là đã nhận ra cái kia một tia ghen ghét. Quân Tiêu Dao tầm mắt sâu thẳm. Hắn không phải nhìn thấy rau hẹ liền muốn cắt. Nhưng nếu như rau hẹ cứng rắn muốn nhảy mặt, vậy cũng chớ trách hắn lưỡi hai sắc bén. Chương 3525, hắc mã nhân vật, lại có đại khí vận người, bị từ hôn Vân Nghiên. Có thể nói, cho dù là một chút bá tộc yêu nghiệt, cũng chỉ đến như thế. Trên thân La Minh, tự nhiên có bí mật. Nhưng dùng vân tộc khí độ, tự nhiên cũng sẽ không đi đoạt cơ duyên của hắn, ngược lại sẽ cấp cho tài nguyên, vun trồng hắn vì vân tộc hiệu lực. Nguyên bản, xem ở là Vân Họa Tâm tùy tùng mức, quân Tiêu Dao không định cắt hắn. Nhưng nếu La Minh đối với hắn lòng mang ghen ghét, vậy liền đừng trách quân Tiêu Dao vô tình. Mặc dù một đầu hơi lớn sâu kiến, đối quân Tiêu Dao cũng không tạo được mảy may uy hết. Nhưng quân Tiêu Dao luôn luôn chảm thảo trừ căn, sẽ không lưu lại một tia tai họa ngầm. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, trên mặt lại là mang theo một tia nhàn nhạt cười. Hắn bỗng nhiên đối bên người trên bàn tiệc Vân Họa Tâm nói. Họa Tâm cô nương, nghe nói này tộc bỉ bên trên, còn có cung phụng ở giữa tỉ thí. Vân Họa Tâm sững sờ, sau đó cũng là gật một cái cằm. Cái kia lời như vậy, Họa Tâm cô nương tùy tùng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ đạt được cuối cùng chiến thắng. Quân Tiêu Dao tùy ý nói. Vân Họa Tâm mắt lộ dị sắc. Không nghĩ tới quân Tiêu Dao vậy mà chú ý tới nàng cái vị kia tùy tùng. Nàng cũng là nói, này La Minh hoàn toàn chính xác rất có tu hành thiên phú, cũng là có không nhỏ gặp gỡ, tương lai cũng có thể vì ta vân tộc hiệu lực. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Vân Họa Tâm hơi nghi hoặc, La Minh mặc dù tại vân tộc bên trong đều hơi có chút hứa danh tiếng, nhưng hẳn là không đến mức bị quân Tiêu Dao quan tâm mới đúng. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, đi qua một phiên đọc lời chào mừng loại hình chương trình sau. Vân tộc tộc bỉ đại hội, cũng là chính thức bắt đầu. Tộc bỉ đại hội, căn cứ cảnh giới khác nhau, chia làm không cùng cấp tầng, cao nhất chính là chuẩn đế tầng cấp quyết đấu chém giết. Đến mức đế cảnh trở lên, cái kia cơ bản liền sẽ không tham gia tộc bỉ. Như quân Tiêu Dao bực này cự đầu tự nhiên là càng không cần nhiều lời, chẳng qua là đến đây xem lễ. Ngược lại là Vân Khê, nàng cũng là báo danh tham gia tộc bỉ. Dù sao Vân Khê, cũng muốn cùng vân tộc các mạch thiên kiêu yêu nghiệt luận bàn tỉ thí một phiên. Rất nhiều người cũng đều là lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Mặc dù bọn hắn hẳn là không gặp được quân Tiêu Dao ra tay rồi, nhưng có thể nhìn thấy Vân Khê ra tay cũng là tốt. Bởi vì căn cứ nghe đồn, Vân Khê cũng là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Tộc bỉ bắt đầu về sau, các mạch thiên kiêu đều có người ra tay. Tại hư không trận văn phạm vi bên trong, thành đôi tỉ thí. Quân Tiêu Dao tại quan xem về sau,
cũng là khẽ gật đầu. Không hổ là Thương Mang thập bá tộc một trong. Đừng nói thiên địa huyền hoàng tứ đại chủ mạch thiên kiêu, coi như là các đại chi mạch thiên kiêu, chất lượng cũng rất cao. Hơn xa bên ngoài một chút cái gọi là yêu nghiệt. Vân tộc như thế cường thịnh không phải không có lý do. Mà sau đó tộc bỉ bên trong, cũng là tuôn ra không ít hắc mã nhân vật. Quân Tiêu Dao đặc biệt chú ý tới một chỗ hư không lôi đài. Ở nơi đó, một cặp nam nữ, đứng đối mặt nhau, trên mặt đều là mang theo lãnh ý. Bình thường mà nói, tộc bỉ luận bàn, lẫn nhau đều là như thường cạnh tranh, không có cái gì mặt khác cảm xúc. Nhưng mà đôi nam nữ này, dường như có chỗ kết thù kết oán, đặt ở này tộc bỉ phía trên giải quyết. Có hơi hiểu rõ một chút tình huống người xem đến nơi này, trên mặt cũng là lộ ra một vệt có chút hăng hái chi sắc. Vị nữ tử kia giống như gọi Vân Nghiên, chính là Ô Thản giới vân tộc chi mạch kiêu nữ. Này Vân Nghiên ta cũng đã được nghe nói, trước đó liền danh tiếng không nhỏ, chính là chi mạch bên trong hiếm thấy đệ tử thiên tài. Nguyên bản tiền đồ vô lượng, thậm chí đưa tới vàng mạch chú ý, nhường vàng mạch kiêu tử Vân Lan cùng hắn thông gia. Chỉ tiếc sau này, cô gái này chẳng biết tại sao, tu vi đúng là liên tiếp lùi bước. Cũng đưa đến sau này, Vân Lan tới cửa tiến đến giải trừ đính hôn, làm cho cả Ô Thản giới vân tộc chi mạch đều mặt mũi tối tăm, trở thành một cái trò cười. Bất quá bây giờ xem ra, này Vân Nghiên tu vi cảnh giới tại chuẩn đế cảnh, chẳng lẽ nàng tu hành thiên phú lại trở về? Chật chật, lần này có ý tứ, Vân Nghiên rõ ràng là nghĩ tại tộc bỉ bên trên, đánh bại Vân Lan, tìm về mặt mũi. Bốn phương tám hướng, cũng là vang lên không ít tiếng nghị luận. Vân tộc chủ mạch, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ mạch. Thân là tứ đại chủ mạch một trong, vàng mạch tự nhiên cũng là vân tộc bên trong trọng yếu nhất nhất mạch. Có thể gia nhập vàng mạch, cùng vàng mạch thiên kiêu thông gia. Cái kia là bao nhiêu chi mạch tha thiết ước mơ sự tình. Vị kia Vân Lan, mặc dù tại vàng mạch bên trong, không phải tối vi xuất chúng nhân vật, nhưng cũng là một vị nhân kiệt, địa vị không thấp. Có thể cùng hắn thông gia, tuyệt đối có thể là một phương chi mạch gà chó lên trời. Làm sao phát sinh từ hôn loại sự tình này, ngược lại là nhường Vân Nghiên chỗ chi mạch, trở thành một chuyện cười. Giờ phút này, ở trong hư không, một vị thân hình tinh tế yểu điệu nữ tử, đứng ở trên không, ngũ quan đẹp đẽ, khuôn mặt tuyệt mỹ. Ngọc cầm trong tay một thanh trường kiếm, đầu ngón tay mang theo một viên xưa cũ chiếc nhẫn. Nàng gương mặt xinh đẹp mang theo một loại lạnh lùng, nhìn về phía đối diện một vị ăn mặc cẩm y, thân hình thẳng tắp nam tử kia chính là vàng mạch Vân Lan. Không nghĩ tới ngươi thật có thể đi đến một bước này, ban đầu là ta nhìn lầm. Vân Lan nhìn về phía dung nhan thanh tú tuyệt mỹ Vân Nghiên, cũng là khẽ lắc đầu, tôi nói một câu đáng tiếc. Lúc trước, này Vân Nghiên tại chi mạch bên trong lực lượng mới xuất hiện, thanh danh không yếu. Tăng thêm là một vị mỹ nhân, gia tộc khiến cho hắn cùng Vân Nghiên thông gia, nhường Vân Nghiên gia nhập vàng mạch, Vân Lan tự nhiên cũng là sẽ không phản đối. Nhưng sau này, Vân Nghiên tu vi liên tiếp lùi bước, biến đến chẳng khác người thường. Dùng Vân Lan tầm mắt, tự nhiên chướng mắt một cái chỉ có dung mạo bình hoa, cho nên cũng là tiến đến từ hôn, ai có thể nghĩ, vị nữ tử này lại là vô cùng có tự tôn, tính cách cố chấp. Lúc kia liền đối với hắn nói nghiêm túc, tương lai tại tộc bỉ bên trên, nhất định phải tự tay đánh bại hắn. Khi đó Vân Lan cũng không thèm để ý, chỉ cảm thấy cùng Vân Nghiên không phải người của một thế giới. Ai có thể nghĩ hiện tại, Vân Nghiên thiên phú khôi phục, vậy mà cũng là tới mức độ này. Trận này tộc bỉ, kết thúc người ta ân oán. Vân Nghiên khuôn mặt lạnh lùng. Kỳ thật lúc trước, nàng ban đầu cũng không muốn gả cho Vân Lan, chẳng qua là gia tộc như yêu cầu này. Vân Lan từ hôn, nàng phản lại cảm thấy dễ dàng. Làm sao lúc trước, Vân Lan hết lần này tới lần khác dùng tối vi nhục nhã tự tôn phương thức. Mới có hiện tại một màn này, sau đó, không có hai lời. Vân Lan cùng Vân Nghiên hai người trực tiếp ra tay, chiến ở cùng nhau. Vân Lan thân là vàng mạch kiêu tử, coi như không phải trong đó đứng đầu nhất. Nhưng hắn nắm giữ đủ loại công pháp thần thông, cũng xa không phải chi mạch thiên tài có thể so sánh. Tùy tiện một môn thần thông tế ra, đều có kinh thiên động địa oai. Nguyên bản ngay từ đầu, rất nhiều người đều coi như Vân Nghiên thiên phú trở về, đối thượng Vân Lan thắng tính cũng là cực kỳ xa vời. Nhưng theo hai người giao thủ, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh dị. Bởi vì Vân Nghiên cùng Vân Lan đối bính, vậy mà cũng không có rơi nhiều ít hạ phong. Mà lại Vân Nghiên ra tay các loại thần thông, có một ít cũng không phải là đến từ vân tộc, nhưng lại đồng dạng mạnh mẽ. Cái này đã chứng minh, Vân Nghiên tất nhiên có không ít cơ duyên kỳ ngộ. Khách quý nhìn trên đài. Quân Tiêu Dao nhìn xem Vân Lan cùng Vân Nghiên giao thủ đài chiến đấu, cũng là đáy lòng thầm nghĩ. Vân tộc thân là một cái to lớn đại tộc, quả nhiên sẽ không thiếu khuyết đại khí vận đặc thù người. Mới đụng phải một cái La Minh, hiện tại lại xuất hiện một vị,